mà ra mấy mấy giòn mấy nó giòn bên yên ra bên yên nó trồng như như cái lu ấy đó. Mà đấy ra không hẹn hò đúng rồi mấy à đây vậy thôi rồi à. Cái đau ra nó cũng hạt lớn mà đi lùn lùn mà không đau ra không điện thoại chỉ trơn đó. Ờ vốn núa, ờ vốn núa. Tao bị nhớ nhạo đi. Lại. Đứa cứ cứ ồn á. Nghe miệng ngon nuốt vẫn cười đó kìa. Thôi được rồi like. Thôi, thôi like đó, like đó, like đó nhạo đi. Nhạo đi, nhạo đi. Nhớ chia sẻ nghe, nhớ chia sẻ nghe. À. Anh chia sẻ rồi đó nha anh mà. Bên đây đâu đó chế độ kêu gọi nữa. À, xin chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Chào mừng cái điện thoại đó cả. Hello, chào mừng cái điện thoại đây đi. Rồi chị nào thắng rồi tương tác dùng nguyên nha. Chấm lên luôn dù Nguyên, chia sẻ nhiệt tình luôn dù Nguyên cái này. Lên cho đông đông cho nó vui xíu này. Nha, tương tác cho Nguyên đi chạy mình ơi, mỗi chạy mình vô xem like nhớ cho xin một nút chia sẻ nha. Lan trước, cái mớ hàng xả trước. 60kg à? Cái này mà chị gọn vẫn được, cái size L vẫn được á chị, hai size ML. M dưới 55, L chị em mình gọn 60kg vẫn ok. Rồi lên phát nè, tương tác cho em nha. Lên hàng sale trước. Nhớ cái gì mà hàng sale là ưu tiên lên cho khách chia sẻ rồi đó. Nên là chị nào không chia sẻ những cái mã đầu line này, bỏ qua phí. Thật sự luôn, toàn bộ là những cái mã hàng rồi là xả lỗ ấy. Mã khách trả cái đồ là nguyên sale hết cái này. Rồi lên nhá, cho qua qua đây, cho cái bao qua đây cho nó gọn. À thôi rồi, để làm được, để làm được. Rồi đi, lên đi chị em mình ơi. Chào ơi. Bộ ra. Mấy cái ba cái đơn xả bỏ hết qua đây rồi đúng không? Rồi lên cái này trước. Bộ bé. Đó, có mấy màu luôn á chị, từ từ chờ em xíu nha, cái này. Cái xả. 20.000 cái bộ này luôn. Mã đầu tiên size 10 12. Tặng 20 luôn. Size 10 12 kg nhá. Cái này là vải vải thun cắt tơ ấy, mà cái này là sẽ là mang ôm nha chị em mình, cho bán mình mang ôm. Chốt 10 kg cho nó thông thả. Màu nào cũng được nha. Chốt 10 kg đi cho nó thông thả em đi hết luôn chị em mình 20.000. Bộ này vô thu mang sướng nè. Trong mã 20 nhá, chị nào lấy 20 vui đại lắm, màu nào cũng được nha. Màu nào cũng được, cái này toàn của bé trai thôi. Toàn của bé trai thôi, cho nguyên cái này. Comment mã này luôn dùng nguyên là được. Trong mã này là mã 20 sale nhá. Cái này thun cắt tơ này chị em mình mua 5-60 nghìn một bộ hết. Mỗi chị một bộ thôi. Cái này mỗi chị một bộ đi.
mỗi chị bộ size 10 nha, mỗi chị bộ size 10, nhớ là chia sẻ dùng Nguyên nhé. Toàn bộ những cái mã này là hàng bán tặng rồi, nên là ưu tiên lên cho khách chia sẻ mỗi chị bộ đi nha, mỗi chị bộ thôi, size 10. Cái này không có to nhé, thì Đặng Nhã Càng bộ đi chị, Lê Tình bộ này còn bộ nhé. Cái này không có size to nha chị ơi. Hàng này hàng size nhí, hàng size nhí còn bộ tặng 20. Chốt lên cho khách chia sẻ nhé, lên cho khách chia sẻ thôi nha. Còn chị nào không chia sẻ, chị Hồ Sinh không có logo người chia sẻ. Những cái mã hàng bán thằng đầu like chị dành cho khách chia sẻ thôi. Chị nào không có thù, cái này cũng táo anh Vi đồ xịn sò chứ. Cho nguyên con này nha, bán tặng 20.000, tặng 20. Có ai phối polo nữ không có phối màu xanh à, phối màu xanh à, cho vệ tường vi văn bộ nữa 20 luôn. Ok hết, bộ này đang đi 85.000. Có sai chị Kim Thảo Lê ơi, có sai, bộ đang mang có sai mà. Hàng này xịn sò lắm mà, không thấy nhiều chỗ người ta đi vậy mà nó cả tiền trăm mấy, gần 150.000 một bộ, là sale gần 150.000 bộ. Em đi chị em mình chưa tới 100.000, chưa tới 100.000 đâu. Không phải. Có bì thôi. Bộ này cực đẹp luôn, 59.000 cái bộ này chị em mình phát nhanh tay này. Có tông tàu. Sale 59.000 size 57 đổ về. Size 57 đổ về. Cứ để y cái tát đấy thôi. Không, like lại rồi. Like lại rồi. Rồi hết bộ 10 rồi chị ơi, cho nguyên cái này 59.000 bộ có tông tàu. Size này dành cho chị em mình 55-57 độ về, 59.000 cái bộ này luôn. Cố gắng chia sẻ bằng tay nha. Bộ 59. Bộ 59, chị nào lấy bộ 59. Bộ Nguyên Mang có chứ. Lên tối nay lên sale mà. Tối nay sale bộ này bộ hàng hãng, tách của nó 400 mấy nghìn đấy. Rồi lên luôn dùng mã này, mã chăn váy. Chăn váy luôn dùng nguyên. Từ ngày trời ơi, 25 tháng 6 ghé lái. 25 tháng 6 ghé lái. Bộ 59 cho Đặng Nhã Ca, vui nè, không chia sẻ. Cái này cưng lắm luôn. Size 55. Lên luôn dùng nguyên con này. 60.000. Cái này chị em mình chốt nhanh tay 60 nè. 60.000 nha chị em mình ơi. Cho mã 60 luôn vừa được. Size này dành cho chị em mình 55 đổ về. Con này cực đẹp luôn chứ không phải là đẹp nhá. Quần đằng sau và dạng giả váy đằng trước kaki hàng tàu cho nguyên 60.000. Chị nào lấy cái mã này lên mã 60 size M nhá. 60 size M, size 55 đổ về ấy chị em mình này. Size 55 đổ về chị em chốt đẹp ấy. Rồi cho nguyên con này. Đi luôn chị em mình 39.000. Những cái gì hàng sale nguyên lên cho khách chia sẻ nha. Đó, nên là chị nào không chia sẻ bỏ qua những cái mã hàng sale dùng Nguyên. Hết rồi nha. Chị Trâm Nguyễn không chia sẻ. Không có logo người chia sẻ. Thấy không? Đâu có tốn cái gì đâu. Một người chia sẻ không có tốn một cái gì hết. Đổi lấy mà là chị em mình mua được những cái mã hàng sale nó rất là rẻ. Đi sỉ không ra được luôn. Cho Nguyên cái này 39.000 hết. Có tông tàu này, hàng này em đang đi luôn, chị em mình bao nhiêu tiền? 55.000 đúng không? 55.000 đúng không? Size này 55 đổ về. Size 55 đổ về, cho nguyên mã này 39 hồng, 39 nu. 39 hồng, 39 nu có tông tàu nhé. Size 55 đổ về, phong này phong lửng lửng. Phong lửng lửng nhé. Chị nào lấy cái này lên mã 39 hồng, 39 nu. Hàng này em đang đi 55-59 nghìn. Chắc có tông tàu nhé. Size 57 nhé chị em mình ơi. Sale quá là rẻ, ai lấy cái này chốt nhanh tay luôn dùng em nhé. 39.000 hết, lên cho những chị nào đang có logo người chia sẻ thôi. Chị nào không có logo người chia sẻ. Chị ơi, chia sẻ không công khai, nó không hiện được logo người chia sẻ đâu. Nhiều chị bảo là chị cũng chia sẻ, nhưng mà chị ơi, mình để ở chế độ này bạn bè xem, hoặc là chế độ một mình xem, hoặc là chế độ hai chế độ đó là sẽ không thấy được. Một mình xem với lại bạn bè xem. Chị em để chế độ hình quả cầu 39 cho Trang Phụng. Công khai á. Trang Nguyễn công khai mới được. Công khai mới được. Còn 39 nha. 39 cái. Vái hết rồi nha. 39 cho Trang Nguyễn. 39 hết rồi nha. Vái hết rồi. Vái hết rồi. Trời ơi, tàu khô mà toàn cái màu đẹp. Toàn cái màu đẹp, phong lửng, phong 55 độ về, em đi chị em 45.000 con này. Hai xanh một trắng, tàu khô nhá, phong lửng con này mà nhận hàng về không đẹp nữa thì thôi luôn. Cứ mua cái hàng gì đẹp luôn. Chị em mình mix nè. Quần lưng cao lên, chăn váy lưng cao lên cũng đẹp. 45.000 nhá, cho mã chữ xanh nè. Chữ xanh đậm, chữ xanh nhạt và chữ trắng có tông tàu khô. 45.000 cho nguyên màu. Màu đậm, màu nhạt và trắng. Chọn màu giùm em nhé, đậm nhạt trắng. Cái này cho chị em chọn màu. Lên mã 45, màu đậm, màu nhạt và màu trắng. Cho cái quạt lên này cả. Cho cái quạt lên này, bên này sắc sắc quá. Chọn màu giùm em nhé, chị em mình lên 45 không chọn màu à. Màu trắng này. Có tông tàu khô, cái này càng giặt nó sẽ càng mềm ra nhé. Càng giặt càng mềm ra.
Đấy, ưu tiên lên cho khách chia sẻ cho chị Phương Thảo Xanh. Phương Thảo Xanh cho chị Trâm Nguyễn hai cái. Ok. Nè, mấy sáu nè. Dạ con, chưa lên. Bộ nguyên đi, nguyên mang là chưa lên. Xíu nữa lên. 45.000 cái. Bộ này chắc xịn lắm. Hàng này là hàng hãng mà. Đuổi mango không phải đuổi thường đâu. Trắng hết rồi, chị Phương Thảo được cái xanh. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Giờ sale được giá gì cũng trời. 79.000 đấy hề. Bộ mét 6. Bộ mét 6. 79.000. Hai hàng này hàng xã thôi, cho em bán giá này nhé. Chưa em chưa lên quần tay chị ơi, chưa lên quần tay. Đứng bên này sẽ có bóc được quần tay á. Đứng bên này hàng lẻ nhiều nè. Đứng bên này bên kia là hàng lẻ nhiều. 79.000, set 3 mó. À 4 mó, một hai gói đầu, một gói ôm và một cái bọc nẹp nha. Lên luôn dùng nguyên cái này 79.000 cho chị Phương Thảo. Cho chị Phương Thảo. Cho chị Phương Thảo. Trời ơi, cái này mới đi xong vậy mà. Con này siêu đẹp. Size này dành cho dẻo mà 52 độ vậy. Rồi bỏ lên hết đi luôn, thẻ luôn để đi lên hàng mới. Lai đi lai viện mất công, nó tốn thời gian lắm vậy mà. Chị này đi 2 ngày. Đi 3 ngày, bưu tá đi 3 ngày không giao được. Kim Anh Dương. 149/89 Lê Đình Lý. Hết chợ 1 Lê Đình Lý nè. Cái này đẹp không? Size 18, bộ ngố bé, size 18 nha. Cái này bán tặng luôn. 55.000, bộ này hàng 85.000 của Nguyên. Em đi chị em 55.000 cái bộ này. Lên mã ngố bé size 15. Cái này cưng nè, chắc có tông tàu nha. Ngố bé size 15. Chốt luôn cho chị em mình là 55.000. Lên mã 55 cho Nguyên nhé, ngố bé. Con này size 48. Cái này chị em mình thấy hàng 235.000 đấy. Sale chị em mình 70.000. 235.000 chị em mình thấy không? Cái này ấp mẫu lên á, ấp mẫu lên ở trên toàn người ta đều bán 235.000 hết. Cho Nguyên cái này. Comment mã này cho Nguyễn Ly. Quần ring size này là size S size này. Thật sự Nguyên cũng mang được cái này á. Cái nào em chốt xong là nhà em đẩy đơn hết rồi, lên mã quần ring size S. Chốt đáng dưới 48-50 thôi. 70.000 con này luôn, con này chắc sướng nè. 70.000 luôn. Comment mã 70 cho Nguyên nhá. Chị nào lấy mã 70, lên mã 70 luôn vừa được. Rồi tiếp luôn dụng mã kiểu, con này 75.000. Dạ hết rồi chị, muốn hết rồi. Nè. Con này là hàng tàu, chuẩn tàu luôn. Con này siêu mềm, con cá size 52 độ về. Đang sale 75.000 đúng không? Cho mã kiểu 59.000 luôn. Kiểu 59 nhá. Kiểu 59, riêng size nhỏ chị sẽ ép. À, không chị ơi, cái này em qua rồi. Em mới vừa lên xong đó, hàng nó là hàng xả thôi. Size S, cho mã kiểu. Kiểu chị Tài Ngô lên thông tin cho em. Chị Tài Ngô có chốt đơn lên cạnh nhưng mà kiểm tra không chia sẻ. Không chia sẻ thôi. Trong mã kiểu 59.000. Chị lên những cái này cho khách chia sẻ thôi. Bộ thể thao luôn dùng nguyên này. Bộ thể thao. Hàng này hàng công ty nha. Chắc bao đẹp luôn. Size 62. Size 62. Size 62 nhá. Nè. 200.000 bộ này, bên này là chuyên hàng xuất khẩu. Em đi luôn chị em mình, bộ này 65.000 luôn. Cái quần của nó không phải là quần gió nha chị em mình ơi. Cái quần của nó cũng là quần thun có tông luôn, đẹp lắm. Okay, nè, cho Nguyên cái này nha. Đi. Chị nào lấy cái này lên cho Nguyên đi. Size này dành cho những anh nam nào 62 độ về, comment mã bộ nam. 65.000, nhớ luôn dùng nguyên bộ này là bộ hàng nam hàng xuất khẩu nha. Chắc đẹp lắm. Nhưng mà đi giá này còn rẻ hơn giá hàng xưởng. 65.000 đã đáng giá không bằng con quần, nói thật sự không bằng cái quần. Nó thấy thật sự không bằng một cái quần. Trong mã bộ nam luôn dùng nhé. Comment mã bộ nam luôn nữa được. Áo polo. Áo polo size M. Polo đỏ size M, hàng này em đang đi 85. Size này size 55. Em bán tặng luôn chị em mình con này 59k luôn. Cái này phát nhanh này. Polo là polo mắt chim hàng mềm nhé. Size 55 độ về chị em chốt ok. Trong mã này là mã cổ đỏ 55.000. À 59.000 đi. 59.000 đi. 55 là lỗi nhiều quá. 59.000. 59.000 nhá, lên mã cổ đỏ 59k luôn nhuận ok. Cổ đỏ 59, em đi tốc độ và những cái chị nào mà có logo người chia sẻ chốt, còn chị nào không có logo người chia sẻ em bỏ qua. 13 nút này mình đang còn hàng. 13 nút này đang còn hàng. Bộ nam đang cho khách chia sẻ thôi nha. Chị nào không chia sẻ bỏ qua những cái mã hàng sale giùm em. Con này đẹp. Hello chị Bích Hạnh, bộ thể thao nam kiểm tra ai chia sẻ. Chip à, chip giờ đang không còn. Chip giờ đang không còn. 65 cho Thu Hà. Đấy không? Chị Thu Hà lên sau mấy lượt đấy, nhưng mà chị đã chia sẻ là nhà em chốt hàng sale.
Còn những chị lên này, bao nhiêu chị lên mà bộ nam mà không có chị nào chia sẻ bỏ qua nha. Những cái mã hàng sale mà chị em mình không chốt tiếc lắm, bộ nam thấy rồi nha. Con này phải nói là cực đẹp, chị nào nhận hàng con này về cũng khen, 2-3 ngày nữa em sẽ có hàng, đợt hàng mới này. Xịn sói như cái chắc cái con hàng hãng 101 em đang sale. Đây chị em mình con này 79k luôn, phát nhanh tay chị em mình sale 55 độ về. 79k trong mã xịn dùng nguyên nhé. 79k nha, trong mã xịn 79k luôn dùng nguyên là được, xịn 79. Đẹp rẻ nhá, xịn 79, chị nào lên xịn 79 chút xịn 79k luôn dùng nguyên. Xịn 79. Phương Thảo. Rồi cho nguyên cái này sale 50. Cái này sale 50 thôi này. Đang sale 75.000 kèm đai luôn này. Đang sale 75.000 cái này kèm đai. Em đem luôn chị em mình con này luôn 60.000. 60.000. Dạ chưa, sắp lên rồi chị ơi, chờ em xíu. Chờ em xíu còn tầm 2-30 bộ nữa chứ bác nhanh. Xịn 79 hết rồi nha. Cho nguyên con này nhá, 60.000 luôn. Quần sọt, con này lên bao đẹp nhá, nhưng mà sẽ ép mắt. Kèm đai. Kèm đai. Quần riêng hết rồi nha. Cho nguyên mã này size S. Size tầm 50 là đẹp ấy. Hết rồi Vi ơi, cái nó con cá Vi ơi. Cho nguyên cái này đi. Trong mã này là mã trắng. À, hồi nãy nó đi mấy tiền? 60.000 đi. 60.000 đi. Trong mã trắng 60 nè. Con này về chị em mình về con này chỉ có phê. Giá nè. Hello chị Bông Nguyễn. Trắng 60 50 kg. 50 kg. Con này về mới sướng nè. Không chia sẻ. Không chia sẻ à? Không chia sẻ bao qua. Tắm cái cửa nó để hát karaoke. Rồi cho nguyên cái này. Ôm dài chắc ít thôi, không có đâu chị nè. Con này lên luôn dùng mã bé size 18, nó xịn sò nè mà em đi chạy 49, áo lộ 69k. Hot bé 69k. Chị Ái Nga không chia sẻ là không chốt những cái mã hàng sale chị Nga. Nha, những cái mã hàng sale em đang cho khách có logo người chia sẻ thôi. Chứ bình thường đâu bán, chị Phùng Tiết cũng có logo người chia sẻ. Chị lên cho khách chia sẻ thôi. Rồi trong nguyên mã này mã khoác bé em đi luôn chị em mình là 69k. Con này chị em mình mua, vô mùa chị em mình mua con này 150, 160, 180 không ra hàng luôn. Nha, em nói thật sự luôn, hàng xịn. Cho nguyên con này nhá, size 18 là ok. Lên mã khoác bé, chị ơi, chị Ái Nga không chia sẻ chị ơi. Ái Nga chia sẻ rồi, con quần ấy cho chị Ái Nga. Cho nguyên con này, comment mã này. Chị Phùng Tuyết không chia sẻ, hello chị Nguyệt Tú nha. Lên cho nguyên con này nè. Lên cho nguyên con này mua đi, em nói thiệt luôn, nhận hàng về chỉ có sướng con này thôi. Em bán không có nói deal đâu. Đó, rồi ok. Con này xây mờ này cho Tường Vi Văn 69.000. Bỏ cái này cho Tường Vi Văn con này. Tường Vi Văn con này nha, xịn lắm nè. Cái này hàng bô màng xả thôi, chứ còn Nguyên không bán giá này. Nguyên thiệt, hàng xịn sò lắm luôn. 79.000 con này. Cho Tường Vi Văn con này đi, thiệt. Ok không, mạng chậm là hết. Mạng chậm là hết. Mạng chậm là hết. Rồi lên luôn dùng cái con này. Những cái con hàng đẹp không, những cái con mà đã chốt rồi toàn hàng đẹp không á. Nó xây mờ rồi, tiết mùa đông em rộng á, em rộng á. Áo len hồng ai chốt chưa? Chưa chị ơi. Chưa. Con này đi chị mình con này 45k luôn. Phải nó đã lắm chị mình ơi, 45k. Len luôn dẫn mã chữ trắng. Chữ trắng 45k, chị nào lấy chữ trắng chốt 45. Chị đang hỏi cái gì á chị ơi? Ok ạ, có. Trắng này cho gì tây tây. Trắng này gì tây tây. Trắng gì tây tây. Đây một con nữa nè. Đây một con nữa nè. Nó xịn lắm luôn á. Trong mã size M nữa rồi. Cái này size M nữa rồi. Size 55 độ về. Hết chữ trắng rồi. Size 55 độ về chị em chốt được nha. 55 độ về. Bộ nguyên bán mà có chứ, có chứ. Lên giờ luôn đây. Đi nhanh cái hàng xả này đi. Rồi lên cái hàng cái bộ nguyên đang mang. Xịn chưa? Xịn sò chưa? Size M nhá, size này 55 độ về, lên mã quần 79k. Quần 79k size M. 79 size M. Còn xả size M, cái này có cái size S này tiết mùa đông ơi. Con cái size S này tiết mùa đông này. Xịn lắm, nó như cái con quần hãng vậy mình đang mua. Nó dài mà nó giãn. Dài mà giãn, giãn nhiều nữa. Trong cái này S. Đi vậy mình 79k luôn. Áo chữ em hết rồi chị ơi. Chữ trắng hồi nãy con cái chứ mấy. Dài và giãn, em xem mấy con này em tiếp này. Tầm ngày mai hoặc ngày mốt là có hàng về. CS đang có hai cái 52 độ về, một trắng một đen và sale 79.000. Giá này chuẩn giá bán tặng luôn ý. Nha, 79.000, một con màu trắng, một con màu đen. Nha chị nào lấy cái áo lộn, sorry. Một con màu đen, một con màu xanh, liệu. Đen và xanh nha, có hai con. Chị Nam Trương Nguyên ơi chọn màu đi, đang có hai cái. Nha. Cái này nè.
Cái này để cho tiết mùa đông. M à, có cái M mua để cho chị Phương Thảo cái này. Chị em mình lưu ý nha, hàng về cũng có giá này nha. Hàng này toàn bộ là hàng xã. Size M cho chị Phương Thảo. Size M cho chị Phương Thảo. S đen cho Nam Trương Nguyên. Rồi ok hết. Hết. Hết hết hết. Cái này là hàng khách đổi này. Cái này em bán tặng thôi. À, tại vì đúng y hai con. Chị em mà biết bạn chuyển biển bị tọt bao này. Nó bị tọt bao á, con này đang đẹp lắm luôn. Cái này em bán tặng thôi. Chị em mình về xử lý cho nguyên cái này nè. Chị em mình chỉ cần đi đạp sơ lại người ta làm được. Cái này em bán tặng thôi. Không 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 tính tiền cái hai con như nhau. Bị tọt như nhau. Cột chung một bên nè. Cột chung á chị em mình nè. Bị tọt bao ngắm này. Chị em mình về thật thể là lên like một phát. Lên like như thế này nè. Cũng được. Chị em mình lên một like là ok rồi. Nè bị như thế này nè chị em mình. Bị tọt bao á. Nha, lên một like cho nguyên là ok. Lên lưu dụng mã này mà không đồng mà gì cũng được nhé, size 55. Con này là con đẹp nhất trong tất cả những cái váy Thuần Thái kiểu này, cưng lắm luôn ấy. Nhưng mà 52 55 đổ về thôi. Nó dễ mình nè. À, từ từ CL không chị ơi. Lên lưu dụng mã này là mã không đồng thôi. Không đồng thôi. Nha, hai con trẻ mình về xử lý cho nguyên đây này. Bị tọt bao y chung một cặp ấy. Chung một cặp bị không cho Trang Nguyễn. Được hai con. Bị hai con. Không cho Thu Hà. Cái này thì hết từ bữa giờ rồi. Hết từ bữa giờ thôi, hàng xã. Hàng xã luôn, cái này em đi chị em 49k. Con này đẹp thì size 55. Size 55 à, sợ chốt cho ai đó. Thu Hà và Trâm Nguyễn. Cái chị Thu Hà, Trâm Nguyễn. Mạng nhanh, mạng khỏe chốt những cái này sướng vậy mà nè. Thiệt luôn, nè 49.000 luôn, một vàng, một vàng, một đen, bộ găng. Chắc đẹp lắm. Chắc đẹp lắm, bộ găng size 55 đổ về. Áo của nó là áo lửng lửng nha. Con áo lửng lửng nè. 49.000 luôn dùng nguyên. Hết, cái nó có hai bộ thôi chị ơi. 49.000 đen, 49.000 vàng, size 55 đổ về cho size M. Size M, bộ này hàng Quảng Châu nhé, bộ găng. Bộ này chị em mang nhà sướng, nhà tên, chị em không mang đồ luôn. Trong mã này, bộ 49, một chị ơi chọn màu cho em với nè. Em có màu vàng, có màu đen này, chọn màu dùng nguyên nhé. Vàng, cho Nguyễn Ly. Nguyễn Ly chia sẻ rồi đúng không? Cho chị Nguyễn Ly. Chị Nguyễn Ly. Rồi nhá, cho nguyên con này. Còn màu đen. Chị ơi lên cho em màu đi, chị em mình không chọn màu à. Không chọn màu biết chọn cái gì, biết lên cái gì. Nè. Mấy con này đẹp đẹp đẹp, đẹp và rất đẹp luôn mà còn xả ra. Cho nguyên con này, size gì đây? Size S. S màu đậm, đi chị em 70.000 luôn. Phương Lai. Cái này chị em mình tầm 50 đổ về nhé. 50 đổ về là ok nha. Cầm em mã 70. Con này đẹp lắm, hàng 235.000. 70.000. Cho Phương Lai nha, Phương Lai này là người mới à. Phương Lai à? Phương Lai lên số điện thoại địa chỉ đi nha. Lên thông tin cho em. 70.000. Con này lên mã 70 nhé. Mã 70 luôn dùng ok. 70 dùng nguyên nha. Tối nay nhiều hàng sale lắm á chị. Màu đậm 70 cho Phan Thị Tú Hoa. Rồi nhá, màu xanh luôn, size F. Màu nhạt size F luôn, 70. Size này tầm 50 đổ về nhá. Tối nay nhiều hàng sale, em đứng bên này em sale hết. Xả xuống đây rồi. Xả xuống đây và sắp lên hàng sale luôn. Bộ Nguyên đang mang xong cái cọc hàng sale này em sẽ lên bộ em đang mang luôn. Em nói chị em mình đi ra ngồi nhiều chị bật ui sao em không bán sớm. Chị mua 145.000, 235.000 đấy. Đấy là khách em báo ấy. Size F, cái này còn cái. Nhưng mà màu nhạt nhá, màu nhạt, màu nhạt, màu nhạt. Màu nhạt chị Bông lấy không chốt. Đây nè, còn cái màu đen. Trời ơi, size 52. Màu đen size M. Đen size M. Chị ơi lên màu, chị em mình chọn màu cho em với nè. Đen size M dùng nguyên này. 70k luôn. Đen M size 52 đổ về. Thằng này tôi hai chốt luôn rồi. Cho chị Ái Nga lên trước kìa. Chị Ái Nga lên trước kìa. Con này luôn dùng cái size M size 52 đổ về 70.000. Phát nhanh những con này nè chị em mình nè. Hàng Nguyên đang sale 89.000, em không có nói deal đâu. Hàng khách xã thôi. Đúng rồi, toàn size nhỏ. Hàng xã. Đen cho Nguyên nhá, đen size M. Comment mã đen M luôn dùng là ok. Đen M, thứ này cho nó tốc độ đi nhanh để còn lên hàng mới này. Em ngán những cái này. Bỏ của chị Bông Nguyễn ra. Không có đúng không? Cái gì Thanh Huyền chia sẻ cho. Con này size 50. 59k luôn. 59k luôn. Hồi nãy màu nhạt thì nhìn hết rồi đúng không? Rồi. 59k rồi. Con lên mã trăng váy 59k luôn dùng là ok. Trăng váy 59888 này. Thái 888 này. 49k con này luôn. Theo toàn bộ nhé. Size 62 đổ về là chị em cho ok. Lên mã Thái Loan 49.000. Thái Loan 49.000 luôn dùng là ok. Thái Loan 49 nhá, chị nào lấy Thái Loan 49k
lên mã Thái Loan 49 đen hết rồi chị ơi, đen hết rồi chị. Đen hết rồi nha. Dạng quần váy nhá, size 55, con này cực đẹp luôn, 65.000 luôn, size M nha, hàng Quảng Châu nhá. Đằng sau là quần, đằng trước là giả váy nè, con này cực xinh, toàn bộ hàng là hàng Quảng Châu, hàng giả hết, trong nguyên con nè, 65.000 tím M, 65.000 tím M. Chị nào lấy tím M 65 chốt lên luôn dùng luôn, ok nhá. Tím M luôn dùng là được. Chị nào lấy tím M comment lên tím M luôn dùng, ok. Rồi bộ gió, nói chung là cái nào hàng xả là bên nhà em dùng hết vô trong này. Bộ gió nè, bộ này đúng cao cấp không? Chị nào nhận hàng về em nói hỏi thêm còn màu gì không em. Nhưng mà thời giờ là làm gì còn những cái này nữa. Size này size 55 đổ về. Bộ gió, bộ gió hàng cao cấp nhá, size 55 đổ về. Cái này em đi luôn trẻ mình 101.000 hàng 300 mấy nghìn, 101, cái này ghi gì, TT 101, TT 101, 3158 49.000 luôn, comment mã chữ 3158 49.000 luôn, trong mã chữ form này 60-62 chị em mình chứ ok 60, ui trời ơi cái bộ này phát 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 bộ này này chị em mình riêng không, từ từ cái con này chị nào chốt nhanh lên nhanh tay này. 3158 là người ta bán dễ mình cả tiền trăm nghìn nha, form to phủ mông dấu quần, chốt mã chữ luôn dùng đi, tì tì luôn, rồi lên mã Thái luôn dùng đi, size 62 đi, giả mình bộ này 85.000, 49.000, 85.000 con này đi chị em mình ơi, trong nguyên mã này là mã Thái 85, Thái 85 có một chữ em hết nhé. Bộ này cực đẹp, size 60-62, quần là quần gặp lái này, Thái dùng nguyên nhé, theo toàn bộ chốt mã Thái luôn dùng đi, 85.000 Thái, bộ gió em hết rồi, tì tì. Rồi bộ hãng, bộ lụa hàng, bộ lụa hàng size gì đó, Thái giờ tì tì nha, size L, size này chị em 52 đổ về, 52 đổ về là chị em chốt đẹp, bộ lụa Hàng Châu nhé, em sẽ chị em 69.000 luôn, 255.000 size 52, siêu rẻ luôn, siêu chị em một bộ này 69.000, cái này 52 đổ về chị em chốt đẹp, bộ này bộ hàng hãng nhé, Thái hồi nãy em hết rồi chị ơi, bộ này là bộ lụa hàng hãng này chị em mình này, size 52 đổ về nha, cái này là ma không nhăn không nhào không rút, trong nguyên mã bộ hãng luôn dùng hàng Sanahan, 69.000. Hàng này em đi đang đi sale 89.000 này. Thì Nam Trương Nguyên sang những cái bộ này sướng. Đấy thì em mình thấy không? Đi nhập không bao giờ, thậm chí sỉ em cũng có giá này luôn. Đây còn một bộ gió nè. 59 cho Nam Trương Nguyên nha. Bộ gió size M nữa nè. Sale 110 luôn. Size M size 52 đổ về 110. Trong mã chữ gió xanh cho Nguyên đi. Thái em hết rồi chị ơi. Nè. Chị em mình lên luôn dùng nguyên cái này. Gió xanh luôn dùng nguyên, size 55 đổ về 110 luôn, gió xanh, comment mã gió xanh nhé, lên đúng mã cho em nhé, chốt mã gió xanh luôn dùng là được, gió xanh nhé 110, thì nào lấy gió xanh 110 lên luôn cho em là ok. À, lụa hết rồi chị ơi, gió cho Phạm Thị Thanh à. Đúng rồi, Phạm Thị Thanh không, hình như hồi nãy chị lên cái mã bộ hồi đằng trước, trước ấy, quần thổ, quần thổ size gì đây, quần thổ giờ làm gì có hàng, xây bự xây 62 39.000, quần thổ này ống sung nữa chị em, cái con quần thổ này ống sung nè, cái con quần thổ này chị em để ý thấy không, đợt nào về là em bay đợt đó nha. Bộ đợt nào về là bay đợt đó, cái này về chủ yếu là đóng sỉ xong còn bao nhiêu là em lên like, cái là xong cái lên like là hết luôn, xây 62 đổ về lên mã quần thổ dùng nguyên nhá, quần thổ 39.000 luôn, quần thổ chị nào lấy quần thổ 39 chút lên luôn dùng nguyên, quần thổ 39k chị nào lấy quần thổ, ui phải thổ cho Hồ Yến phái Thái 65k nốt, con này mà còn xả ra nữa thì thôi, phái Thung Thái size này dành cho chị em mình 60 phân xu nha, con cái quần thổ, cái này hàng xả này thứ con cá thôi chị em mình này. 65k phái Thung Thái, phái xung 65 cho Nguyên nhé, chị nào lấy phái Thung Thái comment mã phái Thung Thái luôn dùng là được, phái Thung Thái con này em đi nốt luôn chị em 39.000 luôn nè, vái Thái cho Trâm Nguyễn. Đây. 3158 theo. Hồi nãy đọc bao nhiêu? 40k đi. 40k nhé. Lên mã này mã theo ca size 60. Thái là gì? 65.000. Chị ơi em lên cái gì xíu từ từ chị ơi, chứ em không lên theo từng chị được. Em lên cái nào mà cảm thấy ok em chốt với mỗi chị mỗi ý. Thái cho Trần Việt nha. Comment mã này mã theo cam luôn dùng nguyên 40 đi. 39 chắc dịp Trần Việt cái này đấy. Theo cam dịp Trần Việt. 39 cho Trần Việt. 55 đổ về. Con này đẹp cực luôn. Đẹp cực luôn, 39.000 luôn.
Trong mã này mã chữ đen 39k luôn, dùng ok. Chữ đen 39, chị nào lấy chữ đen 39 chút chữ đen 39. Quần mì, quần mì size 50, 2 đổ về. Quần mì 2 nút format ghi 100. Cái này em nói mang cực đã luôn ấy. Mang cực đã luôn. Áo đen này, áo đen trai này. Rồi trong nguyên con này nhé, 100. Chốt mã 100. Comment mã 100. Mì mì đây đỏ. Chân váy này size 52, 59.000 luôn. Comment mã chân váy size 52. Con này giờ làm gì tìm ra ha. Khách nhà em lên hỏi con này nè. Đúng lúc 39.000. 39.000. Lúc nào like hàng lẻ mới lòi ra mấy con này thôi. Trong nguyên con này, comment mã chân váy. Chân váy 59.000 chân váy luôn. Lên mã chân váy 59k luôn, dùng là ok. Chân váy 59 nhé. Chốt lên luôn dùng nguyên 59. Chuẩn đen là gì ta? Chữ đen này. 59 cho chị Thu Hà. Váy 59 chị Thu Hà. Cái này size 13. Size 13 kg. Quần 100 cho chị Hoàng Thúy. Hoàng Thúy 100, khách mới cũ đây ta. Cho nguyên con này luôn, 30.000 luôn bộ bé. Quần đùi nam em còn, chị còn size đến 68 kg. 65 68. Nè, cho nguyên con này, 30.000 bộ bé. Size 13 nhá. Bộ bé size 13 chân váy em hết rồi chị Hiền Nguyễn ơi. Hết rồi chị ơi. Cái đó là hàng xả thôi chứ không có hàng, hết hàng rồi. Trời ơi, thái lẫn. Thái lẫn. Chị Hằng Nguyễn kiểm tra có chia sẻ không? Chị Hằng Nguyễn, ok chị Hằng Nguyễn bộ bé này. Chị Hằng Nguyễn bộ bé size 30kg này. Con này 49.000, thái xì. Thái xì còn theo nè. Size này trẻ mà 55 đổ về. 30k. Size 55 đổ về, những cái này là kiểu giùm em nè. Đừng có kêu em ơi xong mà con áo nó rách nha. Đấy, kiểu nha. 49.000 luôn, bộ bé em hết rồi. 49k con này luôn, comment mã 49. Con này đẹp lắm, 49. Đi mãi không hết hàng sale. Đi cả nửa tiếng, mất thời gian dễ sợ luôn. Những chị em mình chốt đơn, chốt kỹ kỹ, chốt chuẩn chuẩn cho em nha. Mua hàng cứ xong nhiều chị không cho thông tin, với lại mua xong cái lọc, bắt đầu lọc lại. Hết nửa tiếng mất tiêu rồi. Nè, nửa tiếng chưa hết hàng xả. Nửa tiếng bạn chưa hết hàng xả, chán chưa? Để còn lên mã mới nè. Size 52 đổ về. 70k. 70k luôn. Chốt mã 70 luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy mã sát, sát này cực đẹp luôn. Nè, cho chị Ti Ti. 49.000. Thái là 49.000 chứ sao 30. Áo Thái là chị để ý nha, chứ không mai chốt đơn lại cái kia là nguyên nó like chị có. 30 là bộ bé, áo bé nha. 30 là chỉ có bộ bé. Bộ bé thôi nha. 70 cho Ti Ti. 70 đen luôn cho nguyên nè. Chị nào lấy sát 70 màu đen. Thái nha. Chân váy của nó là chân váy ô. 70 đen luôn. Chị nào lấy 70 đen lên luôn dùng là được. Có con sát. Để mang đẹp nhất là 52 đổ về, cái này mang ôm body. 52 đổ về là chị em chứ ok. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên bộ này. 59k bộ này. Cái bộ này mà không lỗ nữa thôi không bán hàng luôn. 70 đen á, bộ mango. Size này dành cho chị em mà 55 đổ về. 55 đổ về bộ bé hết rồi chị ơi. Nè, riêng cái áo này không bao nhiêu tiền chị em mình. Riêng cái con áo mango này bao nhiêu tiền rồi. Em đi chị em mình 59k nguyên set này. Set đen cho Phạm Thị Thanh Huyền. Size 55 đổ về nhá. Cái quần này bao nhiêu tiền và cái áo này bao nhiêu tiền hả chị em mình, em đi 59.000 nha. Riêng cái áo tu, áo sơ mi kiểu này là bao nhiêu tiền rồi. 59.000 nguyên cả set mango xịn nhá. Lên mã set xanh 59k luôn dùng là ok. Set xanh 59 rồi, một bộ bé hàng kit moon. Size này dành cho bé nhà mình 16 đổ về. 85.000, hàng này em đang đi 105. 85.000 nốt luôn. Đấy, cho nó bay hết cái mớ hàng xả này. Rồi tiếp luôn những này còn được set. Lên luôn những này. Bộ gì đó ta? Bộ gì đó ta? Không rõ gì bộ gì ta? Lên rõ mã cho em đi. Trần Yên có chia sẻ không? Không chia sẻ. Trần Yên không chia sẻ bỏ qua. Thì Bông Nguyễn đi. Thì Bông Nguyễn. Thì Bông Nguyễn. Rồi lên luôn này. Bộ Thái còn size nhỏ này. Size 55 đổ về. 79.000 cái bộ Thái này luôn. Số mã 79k bộ bé luôn. Chị nào lấy bé 79k luôn dùng nguyên là được nhé. Bộ vàng hết rồi chị ơi, bé hàng thun Thái. Không quên lộ. Bộ Thái chứ không phải là bé. Cái này chị em mua cho con hết rồi thí đại. Đây đây 79k đây này. Mua cho con gái lớn cũng được. Đây. Rồi nè. Cái gì đây? Cái này em còn mấy cái em bán tặng nó luôn. Cái này em còn mấy cái em bán tặng nó luôn. Nha, cái này không chọn màu rồi nhé. Cái này mua mã bra học sinh đi. Bra nhé. Màu nào cũng được nha chị em mình, qua mẫu. Qua mẫu chị em mình. Cái này chị em mình để ý hàng người ta hay bán như vậy mình 100.000 ba cái.
100.000 ba cái, lên mã bà ra bé không chọn màu nhé. Bà ra bé không chọn màu, màu nào cũng được nha. Bà ra cho mấy đứa học sinh cấp 2 tầm 40-42 kg, 42 kg đổ về là được ấy. Nguyên đây luôn chị em mình, con này 10k không chọn màu nhé, màu nào cũng được, còn đừng nốt từng này cả, lên mã 10k luôn dùng là ok nha. Chốt lên luôn như này 10k nhé, chị nào lấy mã 10k comment lên mã 10k là ok nhé. Thái bảy chín thấy rồi nha. Mười ca cho Ni Phạm. Lên mã 10k luôn dùng nguyên nhé. Bộ Nguyên đang mang từ từ. Cứ ghi trên bì trước đi. Ghi trên bì. Không chọn màu nhá. Chị nào 2 này, 4 này, 7 cái. 10k cho. Cái này được 7 cái, 10k nhá. 10k hàng cái. Hàng này trẻ mình đi mua là 100.000 ba cái đó. 100.000 ba cái á. Được chưa? Chị nào lấy này, 7 cái thôi. 7 cái rồi lên luôn. 8 cái, 8 cái. Được 8 cái. À, lên luôn dùng nguyên cái bộ đang mang hai cái này muốn xả. 4 cái cho Đào Xuân. Ủa chị anh Hồng Trần đâu chia sẻ đâu? Không chị, không chia sẻ. Không chia sẻ. Chị anh Hồng Trần không chia sẻ, chị Đào Xuân không chia sẻ. Những chị nào không chia sẻ không chốt nha. Chị anh Hồng Trần không chia sẻ, chị Đào Xuân đâu có logo người chia sẻ đâu. Những cái mã 10k là em chỉ chốt cho khách chia sẻ thôi. Chị Nguyễn Thạch cũng không có logo người chia sẻ. Nha, những cái mã hàng sale trẻ mình 10.000 được chia sẻ đâu có tốn của mình cái gì đâu. Trong khi 10.000 đâu có đi nhập ra được con áo đó. Trời ơi. Con này size 55 đổ về. 55 đổ về. Lên mã quần công sở 55 đổ về, con này rất là đẹp luôn, em bán cực chạy con này. Con này 70.000 luôn, trong mã công sở phía sau lưng thun. 70.000 luôn, chị nào lấy mã công sở 75k. Chốt mã công sở 75 luôn nhuận ok, em lên cái bộ em đang mang. Lên bộ em đang mang luôn. Những cái gì hàng xe em chỉ lên cho khách chia sẻ thôi nha. 70.000 con quần công sở này size 55 đổ về chị em cho ok. Cho lên em nói nè. Em lên từng màu cho chị em mình nhé. Nó có ít quá, em sẽ lên chị em mình từng màu cho màu đỏ đô trước. Cho màu đỏ đô trước. Hồng hình. Bà ra em lên cho khách chia sẻ thôi nha. Có sai chờ em xíu xíu. Chờ em xíu xíu. Chứ không có lên được một lúc máy màu được, tại vì size nó lộn xộn nhá. Còn được có mấy chục bộ thôi, được vài chục bộ thôi. Em nói nè, 55 đổ về chị em mình mang được cái size này, chị em mình nhìn em dỡ lên chị em mình xem. Đuổi mà nó đuổi như thế này, đuổi của nó là đuổi mango. Hàng này là hàng hãng nên là nó có độ co giãn, chị em mình đi dạo đi. Em thấy nhiều shop cũng sang được cái mã này nhưng mà toàn bán 135-145 nghìn hết. Thiệt, bình thường cái này em bán rẻ mình bao nhiêu tiền. Nhiều khách là bảo là hôm bữa em up lên cái kêu là trời ơi em không bán sớm, chị mua ở ngoài mấy 145 nghìn, 135 nghìn gì đó đấy. Nhưng mà thật sự cái này em bán bữa giờ rồi, giờ còn ít lẽ tẻ sai là em lên em sale thôi. Ủa cái màu đỏ đô, ủa màu này màu gạch. Trời ơi, đỏ đô đang bỏ chung nãy, màu gạch khác màu đỏ đô khác mà. Cái đỏ đô em đang mang được mấy bộ chứ mấy. Màu gạch, màu đỏ đô, màu đỏ đô, màu gạch, màu gạch. Đây, được từng này bộ màu đỏ đô thôi. Size 55 đổ về trẻ mình lấy size M. Và trẻ mình tầm 57, chị nào gọn lên 60 lấy size L luôn cho em là ok. Nè, trẻ mình nhìn này. Quần ống bo nhá. Đuổi này là đuổi hãng Mango, có độ co giãn. Em nói là chỉ có hàng hãng nó mới may vải này thôi. Nè, nhìn chắc này, thấy không chị em mình thấy không, bình thường đuổi nó có giãn này đâu, đuổi mango có độ co giãn, hàng nặng xịn sò luôn. Hàng của nó là 470 nghìn, em đi chị em 95 nghìn luôn, 95 nghìn luôn nhá chị em mình. Nhìn để bảo nó nói điêu này, chỉ có size M với size L nha, hai kiểu chữ này là thôi em bóc đại. Cái chữ này nó chỉ khác, đây là ví dụ như chữ này là chữ Lucy, đây là chữ Dio thôi, nó chỉ khác như thế thôi, nên là chỉ lên màu thôi nhá. Trong cái này hai size 95.000 bằng hàng xưởng chưa? Size M nhá, size M và size L. 95.000 luôn dùng là được nha. Còn được 3 bộ size M. 2 bộ size M. Em đang lên màu đỏ đô đây chị em, mình chốt ngay cái này đi. Em tự tin cái này em bán rẻ hơn người ta 40.000. Một bộ đồ em bán rẻ hơn người ta bán 40.000. Size M cho chị em mình tầm 55 đổ về và size L chị em mình tầm 57, chị nào gọn lên 60. Không chị ơi, gọn lên 60 thôi, không chốt lấy 62. Đây chị em mình 95.000.
nghe rõ luôn, dù em giá là 95.000 cho chị nhím bánh bèo, nhím bánh bèo, quần ống bo hết nhé. Chúc anh chào cậu mợ kìa. Chúc anh về về đây à. 60 cho chị Nhật Nguyễn, lên thông tin trên like cho em đi chị ạ. Chị Nhật Nguyễn lên thông tin cho em. Quần tổ ong chờ em xíu. Chào em xíu nha. Còn được hai bộ size L, một bộ size M cũng đang mang nguyên 52 kg nè. Nhật Nguyễn. Tay của nó là tay dơi này. Bao đẹp luôn đi em mình luôn nhé. Em đi luôn chị em mình là 95.000, nghe rõ cái giá luôn giùm em nhé. Được cho siêu rẻ. Ai lấy cái này thì lên luôn dùng mã đỏ đô, còn hai bộ size L nữa là hết. Về nào gọn thì lên đến 60. Cho chị 6 size L. Cho chị 6 size L. Rồi cho màu size L ấy, còn bộ dưới nó còn size L thôi. Size L đấy gì 6. Em chưa lên quần tay đâu chị ơi, từ từ chờ em xíu. Thế size L đang cầm trên nó là sao không ghi đi. ML luôn cho chị Hạnh Trang. M đang mang, size dưới là size gì? Cái ghi M cho chị Hạnh Trang hết size L nhé. Màu đỏ đô hết size L, chọn màu khác đi chị nhé. Chọn màu khác. Ok chị. Màu hai bộ là sao chị ơi? Cho màu xanh rêu. Cho màu xanh rêu, màu xanh rêu, màu xanh rêu. Rinh hết lên đây. Ok chị ơi, trẻ mình mua đi, siêu rẻ, còn bộ dưới kìa. Còn bộ dưới nè, ML xanh rêu cho em nhé. Không mua cái này chỉ có phí thôi trẻ mình ơi. Em đi luôn trẻ mình là ngang trẻ mình đi mua hàng xưởng. Màu xanh rêu này có 3 bộ size M. Chị Hy Mỹ ôm lên màu, màu nào chị chọn màu đó cho em nhé. Nè, 400 mấy chục nghìn, đâu phải là hàng rẻ. Hàng hãng của nó 460 nghìn. Lên mã xanh luôn dùng nguyên. Em nói này không chọn chữ nhá. Có chữ này, có chữ DO. Màu gạch CL. Gạch CL đây nè. Gạch đây. Màu gạch CL đây. Gạch CL. Rồi lên mã reo luôn dùng nguyên nhá. 100 âu lộ sau đây 95 nghìn. Mua đi trẻ mình ơi. Thiệt sự nó quá là rẻ. Nè. Chắc này chị em mình nhìn này. Túi thì cực kỳ sao rồi. Túi cực kỳ sao. Trong mã này là mã reo kèm size. 2 size nhá. Em có 2 size ML thôi. Được mấy bộ size M? 2 bộ size M và 3 bộ size L nữa là hết cái màu này. Em lên luôn cho nó gọn mẫu thôi. Đấy, bao luôn cái giá mừng là không nhà nào bán giá này. Người ta bán hơn nhà nguyên tứ mấy? 40.000. Cây đào bất size M. Nha, rồi ML lên luôn dùng đi nhé. Một ô lộn 95.000 liệu. 95.000 một bộ. Có co giãn nhé chị ơi. Mango, đuổi mango xịn. Em nói là hàng xịn nên là chị em cứ mua đi. Giá là giá hàng chợ rồi. Giá hàng chợ rồi. Được cho chị nào lấy xanh rêu, lên xanh rêu luôn dùng nguyên 2 size ML nhé. Xanh rêu 2 size ML rồi màu gạch cho em này. Màu này là màu gạch nhé. Cũng size M với size L, còn được mấy bộ thôi. M dưới 55. M này. M dưới 55 và L chị em mình 57. Chị nào gọn lên 60. Màu đô, màu đô là hết rồi nha. Màu đô hết rồi chị ơi, xanh size L. Màu gạch thôi nha. Xanh size L đây nè. Xanh size L chị Hy Mỹ lên thông tin cho em đi. 60 chị gọn là được chị ơi, hàng này nó giãn mà. Giãn hết á. Rồi màu gạch đây cho em nè. Gạch cũng size ML. Đỏ đô hết rồi đó chị Hy Mỹ nha, hết đỏ đô rồi. Rồi nha, trông lên màu gạch. Chuyển qua màu gạch đi. Nè, màu gạch luôn dùng em nhé. Nè, chắc nè. Bao đã luôn. Mua đi chị em mình ơi, em khuyên thật sự luôn ý. Ở ngoài người ta bán rất là cao. Người ta bán rất là cao trong màu gạch nhé. Comment mã gạch luôn dùng được, có hai kiểu chữ nhé. Chữ DO và chữ Gucci. Đấy, tay của nó tay dơ dơ nên là chị nào bắt tay to mang vẫn được. Ok, chị nhím bánh bèo. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Comment mã này là mã gạch luôn dùng nguyên kèm size. 2 size ML. ML chị em mình dưới 55. Dưới 55 và size L chị em mình dưới 57. Chị nào gọn lên 60 trong màu gạch luôn nữa được nhá. Đi nhanh như chị em mình đi hết màu để còn lên nhiều mã hàng sale lắm. Nhiều mã hàng sale, nhiều quần sale, quần tổ ong, quần công sở. Đấy, áo phong. Rồi trong nguyên mã này là mã gạch luôn dùng nguyên kèm size. Gạch kèm size phân ra mấy bộ size M, mấy bộ size L là được. Màu gạch nhá. Màu gạch cho chị Hy Mỹ, lên địa chỉ cho em đi, CL chị Hy Mỹ. Lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên like cho em đi chị ơi. Màu nào cũng đẹp, em thiệt luôn, phát mỗi màu bộ. Giá này giá hàng chợ. Nhưng mà chị em mình mua hàng xịn. Mua hàng xịn. Rồi lên màu xanh thang luôn dùng nguyên nhé. Xanh thang luôn dùng nguyên. Mấy bộ size M, mấy bộ size L. Đây bộ size M rồi. Có 4 bộ size M, 1 bộ size L nhé. Cho lên xanh thang luôn dùng là được. Nha, comment mã xanh thang luôn dùng là ok. Chốt lên mã xanh thang. Nhiều chị em thấy, nhiều chị chỉ vô thấy đầu like thôi. Đầu like, nhiều chị vô đầu like sang hàng sale xong out ra mất tiêu, không thấy tương tác luôn. Xanh rêu mời cho là size L cho chị Bích Văn.
và size L chị Bích Văn. Xanh size L chị Trâm Lê, hết xanh size L. Trâm Lê. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng em. Em đang đi chị em mình con này 95.000. 95.000 nhá. Còn màu xanh này toàn bộ là size M. Mỗi màu một bộ đều xanh ren vì chị có rồi từ từ. Chị Bích Văn có rồi từ từ. Chị Bích Văn lấy size size gì đấy? Mỗi màu một bộ. Nhưng mà chị trừ xanh ren. Lấy size L ấy. Lấy toàn size L cho chị. Đẹp đúng không? Mặn rẻ. Size M dưới 55 chị Vy miết ước mua đi, chị em mình mua đi, chị Bách Văn mua rồi kìa, giờ lấy mỗi màu bộ kìa. Đấy, phát ngay luôn. 95.000. Mua hàng hãng xịn. Được chưa chị nào? Không phải hàng hàng xấu không mắc gì gì vào phải mua lại mỗi màu bộ đúng không chị Bách Văn ơi? Trong mẫu này còn mỗi size M, size 55 đổ về cho màu xanh nè, à. Màu xanh tha nhé. Chị nào lấy xanh tha. Xanh từ từ, xanh tha size M cho chị Hoàng Thúy luôn. Gạch cò chị Sáu là xanh tha hay gì đó, xanh tha, xanh tha, xanh tha, còn được 3 bộ xanh tha size M. Chị Sáu lấy cái màu gì đấy chị ơi, cái này cho chị Hoàng Thúy nhé. Size M màu gì phải lên cho em, màu xanh tha hay màu gạch. Mai Kiều Anh, em mua 135 đó chị, 135, 135 là cho em nhà Nguyên á. 40.000 đó. Xanh, xanh hết size L rồi chị ơi, không phải là chuyện nhỏ. 40.000 em nói là trên 10.000 nữa là cũng hơi hơi ấy rồi. Cái này người ta chạy ấy mà. 4 bộ M 2 bộ L màu đen dùng nguyên nhá. 4 M 2 L thì chị gì ta, chị Bích Văn là em chừa rồi nhé, không cần đặt lại nha, chừa cho chị Bích rồi Văn, đấy có một gạch L nè, lấy gạch L xanh hết CL rồi chị ơi, trong nguyên màu này màu đen. Comment lên đen luôn dùng nguyên là ok nhé. Răng bỏ bên nước. Ghi tên của chị đi chứ mắc chị bỏ nước. Xanh thang size M cho chị Sáu. Chị Sáu được nhé, chị Ngô Thị Ngọc Anh. Rồi cho nguyên đen luôn dùng nguyên nhé. Đen cái này nhiều chị báo ui sao không về sớm. Mà trong khi nguyên về cái này hơi lâu rồi. Chứ không phải là bữa nay em mới like đâu. Còn ít là em lên nó thôi. Nhưng mà em không đi giá 135. Em đi hình như là 105.000. Đấy chị, mình thấy mỗi lần em sale em đâu có sale nhiều được đâu. 105.000 đâu lại bao nhiêu, khi mà sale nhiều khi sale vốn xuống cũng có 10.000 thôi. Nhiều chị nghe sale sale nhiều nhưng mà thật sự nhiều khi em sale chỉ có 10.000 hoặc là 7-8.000 là nhiều khi là nó bị lỗ hàng trong đó, là lỗ tiền trong đó rồi, vì bình thường đi lại rất là ít. Cho nguyên con này nhé, màu đen. Đồ mạ không chị ơi, tối nay không có đồ mạ. Comment mã đen luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy đen comment lên đen luôn dùng nguyên, màu nào cũng được. À quên, lộn, kiểu nào cũng được nhé. Có cả Dio, có cả Gucci nhá. Đấy, chị nào lấy đen lên đen 100 lộn 95.000 màu đen. Chị nào lấy đen comment lên đen. Riêng cái màu xanh thang này em còn ở size M nha. Màu gạch thì còn cả size M. Màu gạch cũng size M, size 55 đổ về hết á. Chị nào 57 đổ về chị em lấy size L. À, quần xì giờ em đang hết. Chờ em vài hôm thì chắc là sang tuần là có lô đồ chip về. Nha, đồ chip về chứ giờ không còn, nam nữ gì cũng có hết á. Rồi nhá chị nào này. Chị Lê Tình ở xanh thang không có size to. Xanh thang chỉ có mỗi size M. Màu đen này có size to này. Rồi cho một cam à, một cam nhạt. Màu cam nhạt, chị nào lấy cam nhạt nữa là hết. Cam nhạt hai size. Chị ơi có màu đen này, màu này em lên nè. Màu đen nhá. Màu này nữa nè. 95.000 bộ, hàng này là hàng tác của nó 460.000, trẻ mình mua vải này đi sướng. Giảm nhiều. Chị nào lấy cái này lên cho Nguyên này. Màu gạch luôn cho Nguyên nhé, không phải màu gạch à. Màu cam nhạt ấy. Màu này cũng sáng da lắm này. Màu này cũng sáng da này. Chị nào lấy cam lên cam luôn cũng được. Không có size L chị Ngọc Thủy ơi. Chỉ có size ML thôi, ML chị em dưới 55, L chị em 57. Chị nào ví dụ gọi người chị em 60 cũng được, vì hàng này giãn này. Chứ không phải hàng khô cứng đây này. Chị em thấy chưa? Giả như này, đuổi mà anh giả như này, chị em biết đuổi xịn đấy, đuổi mango. Cái này hàng xưởng không may lên được vải này đâu chị em. Vải này lên đắt. Rồi nhá, lên màu cam. Cam 2 size hả sao? Cam cũng 2 size. Cam 2 size. ML. Một cam, một đen size L. Đen size L. Nha, chốt nhanh tay đi chị em mà thôi. 95.000 vải đẹp lắm. Nha, ai lấy cái này lên cam luôn dùng đi nhá. Cam size M và size L. Đen size M và size L. Màu Nguyên đang mang còn size M là màu đỏ đô. Màu xanh đen còn đỏ đô, à còn màu size M. Xanh đen còn size M. Rồi ai lấy cái này nữa lên luôn dù còn màu gì nữa không? Còn được màu gì nữa không? Ừ, màu xanh này đẹp. Lên cho Nguyên xanh đẹp màu cuối cùng.
cam xe lời chị Ngọc Mai, cam xe lời cho Ngọc Mai. Mua mỗi màu bộ đi chị, nãy chị Bích Văn nhận đẹp bộ nó chị size L đó đấy chị Duyên, chỉ 64 kg chị mang được nhưng mà chỉ gọn người, chị Duyên là chị Duyên dặn gọn, chị Duyên chỉ 60 mấy ký, chị 60 65 ký như này rồi, xanh đẹp luôn, dùng đẹp xe M cho Mai Kiều anh. Chị 65 ký chị mang vừa đấy, chị gọn đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng xanh. À, lưng lửng hai dài chị ơi, như thế này lửng như thế này nha, đẹp lắm luôn. Con này mà không phát 95.000 nữa thì mua cái gì, xanh bộ mà không xanh này, còn màu xanh đẹp nhá, màu nào là xanh, xanh đẹp nha, màu xanh giống xanh Việt ấy. Lên mã xanh đẹp cho Nguyên 2 size ML, màu cuối cùng hết màu, còn mỗi màu này thôi, chị nào lấy màu này lên màu xanh đẹp cho Nguyên nhá, 2 size ML, còn bộ cái chỗ nào cũng có chữ là chữ heo hết nha, hết màu. Chị nào chưa có cái này lên cho em, còn mỗi màu này nữa hết rồi. Hiện tại nè, màu đen là em còn 2 size để riêng mai ghé lấy á, bỏ riêng cho chị rồi, ok nhá. Màu đen còn 2 size, màu cam còn 2 size, màu xanh còn 2 size. 45 chị Nguyệt Tú lấy size M là được nhá, chị Nguyệt Tú ơi, lấy size M là được, size nhỏ là được rồi nha, hết màu qua nha. Chị nào chưa có sang đây vào ra ngồi mua trên 40-50 nghìn phí tiền đây, ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Chị nào chưa có cái mã này rồi lên cái quần này bán tặng, quần nào nãy bắt vô này, quần này quần này quần này. Ôi nhưng mà còn có mấy cái, còn mấy cái, hai cái xanh đẹp size L chị Lan Huỳnh, em nói rồi chốt đến cho chị Diệp Hằng size M, thấy xanh đẹp rồi nha, còn size M thôi, còn size M cho chị Diệp Hằng bộ 50 ký được, em nói 55 đổ về vậy em lấy size M đi, chuẩn đã luôn. Em nói nè, mua vì giờ còn ít, em sale cái này về xong em bỏ xỉ rồi nè, giờ xỉ nhà em đã lấy những cái con hàng đông này rồi, nhưng vẫn còn có mấy cái. Con này là quần nhung xịn này chị, mình nhìn cái cặp lưng cho em, nhìn cái cặp lưng luôn dùng Nguyên này, cái này còn lẻ thôi nhé chị em, mà nó 55 độ về toàn bộ theo SM cho chị Bích Trâm Huỳnh, Bích Trâm Huỳnh hết màu rồi đó, hết màu rồi đó chị nha, nè xanh SM chị Nguyệt Tú luôn, xanh M cho chị Nguyệt Tú, SL hiện tại em còn màu đen màu cam, đen và cam hết SL rồi chị, còn màu đen và màu cam đắt thôi, không phải cam tươi đâu nè, cao cấp nha chị em, mà nơi phát ngay con này luôn, hàng này toàn đi nhập là đầu trăm nha, không nói điêu đâu, nhung hàng găng xịn, nhung găng xịn size 55 đổ về, cầm cái con quần nó nặng trịch đấy chị em, em đi trẻ mình con này 59k, cái này giá hàng sale nha, còn ít là em sale cho nó gọn thôi, 59.000 con này, lên mã L 59k, M là 52 đổ về, L là 55 đổ về, có mấy con mua ngay con này, em nói qua tầm giữa tháng sau là bắt đầu không có hàng này máy rồi, nhưng mà còn ít em sale thôi nè, dài 55 ký, sỉ 0165 này chị mình, con này sỉ 0165 đây, đang chị Lưu Bảo Lan quân nữ chị ơi, không có cả 5 cái đâu chị, em nói cái này đừng kêu giá sỉ nha, em bán lỗ size M này, size M này, M trái nè, 165 hết nè, CM hết rồi, hết rồi, hết L rồi, hết CM, cầm những con này về đừng kêu con này nó bị giống như bị thằng kinh mới bán cái này, ở có cái size L, cái này cho chị Chi Lan đấy, chị Lan Huỳnh cái một cái size L, cầm cái con quần này nghĩ chị em, mình nghĩ đừng có nói là đi mua 59.000 nha Nguyên thiệt, ai hỏi bảo là 150.000 là giá sale rồi, chuẩn tàu 100% hết. Đã chưa, 59.000 hết rồi, cái này cho chị Lan Huỳnh, cái này sẽ XL chị Trâm Ly nha, đừng có kêu là đi mua 59.000, em thiệt luôn ấy, hàng đó là em sale thôi, còn hàng em đi nhập cao thấy không nha. Còn hàng em đi nhập cao không á chị Huỳnh, rồi cái này chuẩn hàng Việt Nam xuất khảo được 3 con, còn 2 con, cái này còn 2 con thôi, size L, 2 con size L hết rồi chị ơi, 2 con size L này size 55 độ về, phản đã lắm chị em, phản đã lắm, giờ con quần tổ ong không đã đi 89.000 rồi chị em, mình nghĩ đi, nhìn cái con quần, con này cũng là nhung găng, nhìn cặp quần được 2 con thôi, cái này chị em mình mua qua giữa tháng sau là bắt đầu không có hàng bán rồi, em nói thật sự luôn, nhưng mà giờ kiểu gì còn lẻ sai thì em cũng sale,
còn lẻ size còn rất là cái này em xem. Từ từ chị ạ. Cái này cho chị Lan Huỳnh luôn 59.000. Đừng kêu giá sỉ nha, em nói đừng kêu giá sỉ nha. Em đang đi giá lỗ, đừng kêu giá sỉ nha. Đấy. Đây cái này nè. Cái này CS. Con này CS size 52. Cái này CS size 52. Con này S size 52 đổ về. Chị nào lấy S lên S luôn dùng đi. Nó đã cầm con quần này chị em ơi. Những con quần giá trị không CS nha. Cái này con cá CS. Công sở từ từ chạy xíu. Còn cá CS chị nào lấy CS chốt lên luôn dùng đi nhé. Con này da cá tàu. Ấy ấy rồi nha. Con này da cá tàu. Quần thì nhà em không thiếu, em nói thiệt sự luôn. Quần sung. Quần sung nha. Quần sung size M nha. Da cá tàu size M size 52 độ về. Còn có Việt Nam Trường Nguyên nha. Còn size M size 52 độ về quần sung nhé. Chị em mình nhìn đi, da cá tàu. Da cá tàu nhá. Ad chốt chưa? Ad chốt rồi, chị TT rồi. Trong nguyên mã sung, hai cái CM chị TT. Mua ngay 59.000, 59.000 luôn. Trời ơi, quần sung nhá. Con này là size cho chị em mình 52, chị nào gọn lên 55 cho CM. Nhưng đấy mà không? Chắc của nó là da cá tàu. Em một sung cho TT. Da cá tàu. Size S em hết rồi chị. Em đang đi chị em mình là size 59.000. 59.000. Cái gì đang hình hai cái, còn một cái nữa là hết S cho chị. Chị Lê Phượng ơi. Hết S rồi. Em bán quần là chị em mình ngắt xỉu luôn giá này luôn. Nè, mua con quần này 59.000 nè. Quá để rẻ luôn. Rồi còn cái này chị nào lấy size M lên size M nhé. Size M 59k. Chốt lên mã M 59 luôn nhỏ được. Tung cho chị Baby Sari. Baby Sari. Rồi tiếp nè. Cái này có cái này khác. Ủa còn mớ quần tổ ong lẻ tẻ nữa đâu ta? Còn size M đây nè. Quần size M còn đây nè. Có size M chứ mấy da cá tàu nha. Cái này da cá tàu nhé, cái này tổ ong CS. Còn được bác cái là toàn size M thôi. Còn toàn size M, size 52 chị nào gọn lên 55. 59k cái. 59k nhá. Cái này tổ ong này hai cái CS. Size 52 đổ về. Size 52 đổ về được hai cái ống bo nha. Xanh nâu. Con này ống bo như thế này nè. 59k luôn. Ong S có hai con, size 52 đổ về nhá. Còn bên mã ong S 59k thì nào lấy ong S 59k lên luôn nhuận được. 52 đổ về. Hai S chị TT luôn. Hai S chị TT hết luôn. Hết luôn ong S. Rồi xong cái này. Cái này còn cá nè. Còn cái này ong nè chị em mình. Hai cái tổ ong hết rồi. Cái này chị nè. Đẹp chưa? Chắc đã, con này size to nhé. Con này 2XL luôn, size 60. Size 60, 62. Chị em mình cứ để qua tầm giữa tháng sau là đi nhập. Cái này giá quá là cao luôn rồi. Nhưng mà em đã bán rồi, đã lẻ tẻ size ra rồi. Bữa giờ về ở trước sân hết khách, toàn là khách lên bóc hết. Là còn bao nhiêu là em like bấy nhiêu đây nè. Đó cho chị TT. Giờ mới chính thức vô tới nhà để mà like đó. Cái này còn hai cái em binh ra, nó còn cái gì em like cái đó. Cái này hôm bữa chốt cho khách rồi. Hai thanh điện để cho mình cá đi, đổi một cái đi, ba một cái thôi. Cao su thiên nhiên còn được cá, cao su thiên nhiên còn được cao su chuẩn, cao su thiên nhiên nha, cao su thiên nhiên nha, còn được một cái 120. Không phải là cao su đâu, em ngại cắt ra lắm, đình em ngại cắt ra nó không ấy. Cái này em chạy nhiều rồi, 120 còn cá. Gối luôn dùng 120 còn cá. Gối 120 còn cá. Rồi cái này em còn được mấy cá. Em xe gọn nguyên trẻ mình luôn. Ở đây còn một con dùng mình. Đây tổ ong đây còn mấy cá nè. Cái con xịn lúc nãy size XL, size 55. Trong nguyên mã xịn nhầm, size 57. Bộ mặt 60 gọn mới vừa. Size 57 đổ về trong mã xịn nhá. Gối em hết rồi chị ơi, hết rồi chị Hồ Lợi ơi. Trong mã xịn này chị TT luôn, phát ngay những cái mã này. Nhiều cái về là vô tới sân là chưa vô tới nhà. Cái này size S, size S con cá đây chị em mình nhìn chắc nè, em soi gần với chị em mình coi chắc này. Cái này size S con cá 59.000, màu này đẹp, trong màu đẹp nhé, size S
màu đẹp CS nhá, cái này là nhung găng, trời 59.000. Ai bán vậy mình nữa? Ai bán con này CS này? Cho chị Lan Huỳnh. Đấy cho Lan Huỳnh. 59 à, không, con này không phải. Con này là hàng còn nguyên vi. Cái nào mà còn về hàng em còn chạy số lượng nhiều thì không. Con này thì là 79.000. Con này chị nào lấy chốt? Nhầm. Con này 85.000. Đấy thấy rồi nha. Con này 85.000. Con này thì em chạy xuyên suốt nè. Con này đang ra, con này mới ra mẫu thôi. Con này mới ra mẫu này thôi, xe 55 đổ về 85. 85 thì chị em mình thấy hàng giờ hiện tại người ta đang chạy là 125.000 con này. Xe 55 nhá. Gạch hết CL cả. Gạch còn mờ thôi. Con mờ thôi, 59 hết rồi nha. 59 hết rồi, còn cái này bỏ riêng ra, còn hàng này hàng đang may ra nè. Đang may ra không ấy, không sale được. Rồi cho cái cọc này đi. Cái cọc này quần đùi. Toàn bộ là mì. Mà mì tàu không. Này chị em mình nhìn nè. Mì tàu nè. Mì tàu size này dành cho chị em mình 52 đổ về. 59 hết rồi chị ơi, 55 đổ về cho size M. Cái này em đi chị em 45.000. Hết rồi chị, còn cái gối này chị biết sao? Khách ghé lái từ bữa giờ. Tình Ngô mới thả trên cầu thang xuống. Hàng ghế lái bữa giờ chứ gối thì nguyên đã hết hôm bữa kia. Không có chị ở cái này 52 độ, 55 độ về này. Con này là mì tàu 45k nốt con này. Nha chị nào lấy cái này, mì tàu 45, size này size 55 độ về. Trong mã mì tàu luôn thì được nhá. Mì tàu. Đâu? Mì dài á, mì dài giờ không chị ơi. Mì tàu size 55 55. 45k đang không mì dài chắc cũng giờ cũng vơi vơi hết rồi. Giờ chỉ có ở trong hàng lẻ thôi. Em chạy trẻ mình mua mì nhà em là biết chắc rồi đúng không? Em chạy chuẩn mì xịn luôn. Được chưa? Chị nào lấy mã mì, những con mì tàu này em đi trẻ 45.000 cái. Còn những cái mã sọc này thì 45 hết á. Chị nào lấy cái này lên size 55 đổ về có size cho nó nhanh. 55 đổ về có size. Rồi còn 3 bộ thể thao, màu này màu cam nhé. Thể thao nam này cái mấy cái bộ này là màu cam chứ không phải là màu, không phải là màu đỏ nha. Ủa có cả màu đen. Màu cam. Được hai bộ size M. Hai bộ size M màu cam nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Size này size 57 đổ về bộ thể thao nam hai bộ. Em đi được trẻ mình bộ này 75.000 luôn. 70.000 luôn đi. Size M size 57. 70.000. Quần ăn em còn. Ở quần lòng size này 55 đổ về đi. 70.000 cái bộ này quần quần ăn là em còn cái hàng 85.000. Hàng giờ đang ra đều ri á. Hàng đó là em đặt mai. Em đặt mai. Là còn những cái gì mà em ngưng mã rồi còn rất lại là sale. Còn đó là hàng đặt mai. Hàng đó là hàng bên công ty này là chuyên sản xuất hàng xuất khẩu nhưng mà em làm hàng hồi nào giờ chung với bên này. Em lấy hàng nào giờ rồi. Này là luôn chia hàng cho em. Cho nguyên con này nhá, size 55, 57 bộ nam. Bộ này màu cam nhé, trẻ mình mua cho con trai lớn là được. Hàng này cũng là hàng xuất nè. 250.000 nè, bên công ty này cũng chuyên sản xuất hàng xuất khẩu. Size 55, chị Nguyễn gái à? Từ từ. Chị Nguyễn gái từ từ. Chị Nguyễn gái chốt đơn được không? Nhớ hồi xưa là sao? Chị Nguyễn gái hồi xưa là sao không xả đơn á. Lâu lắm. Phải không ta? Chị Nguyễn gái đúng khách cũ đúng không? Rồi cho nguyên cái này đi. Chị nào lấy cái này lên mã bộ nam nhé. Em sale luôn chị em bộ này 75.000. 70.000 đi, lộ 70.000. Chị nào lấy mã bộ nam 70 luôn dùng là ok. Nhá. Ai lấy mã này lấy mã bộ 70 luôn dùng em còn một bộ màu đen 70 luôn chị nào lấy chút siêu rẻ luôn những cái này chị nào chưa có tranh thủ mà phát còn gì là em sale hết cái gì còn lẽ là em sale hết rồi cái quần này luôn cái bộ là luôn thế một bộ size L size 57 quần công sở caro nam đen cho Barbie Cherry size 52 đổ về size 52 đổ về. Trời chị em mình nhìn cái cặp quần. Nhìn cái cặp quần dùng em. Em lên luôn cho chị em mình con này luôn. Mà
màu nó màu cam mấy chị Lan Nguyễn ơi, màu cam chứ không phải màu đỏ đâu. Cam nha. Màu cam nó chứ không phải màu đỏ đâu. Size M đúng không Lan Nguyễn? Size M. Có một cái bộ size L. Rồi cho nguyên con này. 60.000 con này luôn. Hàng này trẻ mình nếu có mua ở ngoài thì người ta hay chạy là 120.000 chứ không phải là quá đắt nha. Em đi trẻ mình con này 60.000. Size này dành cho trẻ mình 52 đổ về, quần công sở caro. Lưng bản cặp to này nè, lưng siêu cao luôn. 60 cho size M, size 52. Lấy size M ấy, okay. Bộ cho chị Lan Nguyễn size M ấy. Lên mã công sở luôn dùng nguyên nhé. Trời ơi 60.000 mua con này. Bắt ngay trẻ mình nói chị Diệp Chi. Chị Diệp Chi. Màu này size M hết nha, cặp này size M hết. Màu nhạt size M. Quần này sung nữa chứ. Quần sung size 50, năm chị nào gọn lên 52. Nè. 60.000 sung, giá mà những con quần này đi công mai hết bao nhiêu tiền rồi. Con quần này đi công mai hết bao nhiêu tiền rồi. Trong mã sung dùng nguyên nhá, sung có cả. Size này dành cho trẻ mình 52 độ về, sung 60.000 quần công sở caro nhá, sale 60 luôn cho nó gọn nha. Chị nào lấy sung. Size M. Size M hai cái. Ok. Chị nào lấy sung thì chốt sung. Có một cái sung thôi, 60.000 luôn. Có một cái sung 60, chị nào lấy sung 60 comment lên sung 60 luôn cho được. Cặp này hình như trăm váy. Cho chị Thị Thảo Nguyễn. Ok nè. Chị Thị Thảo Nguyễn nè. Sale hết. Cái này cũng size M, còn cặp này cũng size M. Cặp này size M còn hai màu. Màu đậm và màu hơi tía tía. Màu nâu nâu ấy. Chị nào lấy công sở nâu lên cộng sở nâu 60.000 luôn. Size này dành cho trẻ mình 52 độ về. 60 và size 52 luôn dùng nguyên là được nhá. Siêu rẻ trẻ mình ơi. Quá rẻ luôn. Thắt đi. Cặp của nó này trẻ mình. Bản lưng to như thế này nhá. Bản lưng to trong cái này 52 độ về cho size 10 nha. Màu này là màu nâu đi trẻ mình, lên màu nâu cho nó đẹp, nó dễ nhá. Quê lên mã công sở nâu luôn dùng ok. Rồi lên mẫu này, cái này là chăn váy, chăn váy mì. Hàng 83.000. Đúng rồi, hàng này cũng chạy 83.000. Cọc nè size 55 hết. Size XL nhưng mà 55 độ về, chăn váy u mì. Mà hồi nào giờ em chạy chỉ chạy u mì hàng thôi. Ở trong có quần, mà con quần của hắn cũng là con quần thun dài như này luôn. Trong mã chăn váy luôn dùng nguyên. Em đi chạy thằng con này 59 tao. Cái này cũng quá rẻ luôn. Không có XL, hết XL rồi. Hết XL còn mỗi size nhỏ thôi. Cho nguyên con này. Comment lên luôn dùng mã này. Comment mã chăn váy mì các kiểu cạp khác nhau nhé. Hàng này nguyên chạy, nguyên chạy 83.000. Đó, sale luôn cho dễ mình là 59.000. Xả này giá này là giá lỗ luôn á chạy mà nè. Mì hàng nhá, hồi nãy giờ em không chạy mì pha, mì leo đâu. Này thì nào lấy chân váy mì size 55 đổ về là chị em cho ok. Ở trong của nó cũng là quần lót của nó cũng là một con quần thun luôn, là một con quần thun dài chứ không phải hàng Phương Dương Nguyễn. Rồi còn hai con nữa là hết chị Thì Dương. Rồi còn nói một con thôi. Chị nào lấy chân váy mì comment mã chân váy mì cho chị Kiều Nga lên thông tin trên like cho em. Chị Kiều Nga lên thông tin trên like cho em bóc cái gì làm sale cái đó nè. Cái này còn mấy cái rẻ không chị em ơi, rẻ không. Hai lớp dài, hai lớp dài hết chân váy rồi chị ơi. Hết rồi chị. Từ. Cái này size nhỏ, size 50 được không? Còn được mấy cái size M, size 50. 52, nguyên 52 cái mà size S rồi đó. Tiễn nản giãn á, cứ kéo qua khỏi mông là ok. Còn size M. Kiều Nga lên địa chỉ số điện thoại nha. Cái này 50 và chị nào gọn 52 chị em mình mua cho con gái lớn cũng ok. Nó tầm 4 mấy ký, phát cho nó con này cũng được. Nè. Comment mã M cho nguyên, còn size M thôi. Còn mỗi size M thôi. Chốt 50 là thông thả. Ok. Ok chị Lan Huỳnh, hai cái size M. Hai cái size M. Giờ lên cho em cái size đi. Giờ còn size 50 52. Ba cái size M, bốn cái size M hết. Bốn cái size M nha. 59.000. Chị em mình biết chạy 83.000 á. Là chưa tới lãi, chưa tới 10.000. Cái này Lương Hạnh. Chị Truyền Mai, chị Lương Hạnh tranh thủ chốt thêm cái gì đi đơn nhé, hôm bữa em xả cái rồi đấy. Hôm bữa em xả cái rồi đó. Còn được hai cái chứ còn trẻ mình mua giãn cách, ví dụ một cái like này xong vài hôm sau trẻ mới mua like mà bảo gom là em không gom được nha. Em nói trước đi, coi liên tục luôn cho em vẫn cho gom mà coi liên tục thì em là được rồi. Cho này còn được hai cái size M, còn được hai cái size M thôi, size 52 nè trẻ mình nhìn. Kêu Nga lên địa chỉ số điện thoại nha, chỉ lên số điện thoại rồi lên địa chỉ trên live cho em cho chị Lam Giang cái nữa. Lam Giang cái nữa. Trời ơi size rì đây, hai lớp cho chị em mình thôi, gu rồi chứ. Hai lớp bứt tát mất tiêu rồi. Glue hai lớp nè.
dài cộm luôn, 80.000 luôn, size 55 đổ vậy. Comment mã hồng. Hồng 80 size 55 nhé. Hàng này hàng gu nha trẻ mình ơi, nhìn nè. Đã, con này đã lắm. Lam Giang có rồi nha. Thì Lam Giang có rồi. Cho nguyên mã này nắng dài, 80 size 55 đổ về. Nó dài ngoằng luôn ấy. Như nguyên mấy 54 là nó tới luôn, chấm gót chân luôn. Chấm gót chân luôn. Comment mã này size 55 đổ về chị em chốt đẹp hai lớp nha trẻ mình ơi. Lên luôn dùng mã nắng. Ok Kiều nha. Nha, cho nguyên mã nắng luôn dùng là ok. 80.000, đi đâu trẻ mình mua được con này 80 thiệt luôn. 80.000. Thì nào lấy cái này lên cho nguyên 80k luôn cho nó được nhé. Size này dành cho trẻ mình 55 đổ về chị em cho ok. Hai lớp nha, hai lớp dài. Không bằng người ta bán một con hai lớp ngắn. Em thì giá này không 80 bằng. 80 cho thị Thảo Nguyễn. Rồi con này size 60 đổ về. Ba con màu hồng đậm này là size 60 đổ về. Ba con màu hồng đậm này size cũng là hàng hàng nắng dài nha chị em mình ơi. Hai lớp cầm cái con áo nó nặng trịch. 80 rồi nha. Chị ơi còn size XL, còn ba con size XL. Một con size L là màu nhạt hơn. Một size L là size 55 đổ về, size XL chị em lấy 60. Còn được ba con thì 80.000. Phát ngay chị em. Size M không có đâu chị. Size L là size nhỏ nhất. L là 55 đổ về. XL là 60, chị nào gọn lên 62 nha. Size 60 cho chị Trần Việt đây. Hồng cho chị Lê Nguyễn màu hồng nhạt này là size 55 nha. Nha, còn hồng nhạt thôi ok chốt. Còn hồng đậm này size 60 chị Lê Bích Lan cái. Lê Bích Lan cái. Còn một cái size XL. Cho chị Huỳnh Lisa Huỳnh Lisa khách cũ. Size L em còn màu nhạt này thôi nè. Chị nào lấy L nhạt chốt L nhạt luôn dùng nguyên là ok. Nhá, 80.000. Không mua nữa mua cái thứ gì hả chị em mình? Không săn được nghĩa thì săn cái thứ gì? Không có size M đâu chị. Không có mờ. Chị Ly Nguyễn chị ơi, em không chốt kiểu đó nha. Chị mà cứ chốt, chị nào mà cứ chốt kem đổ dưới lại không chốt đơn đâu nha. Ly Nguyễn hồi nãy nói cái hồng đó, 55 cái. 4 cái. Con này hàng em đang đi 89.000. Outland. Hàng đang đi 89.000, size 55 đổ về. Rồi là gọi để cho nó gọn ấy, chứ còn chị em 60 vẫn mang được. Nó giãn như này nè. Len nha, giãn vô tư, giãn thoải mái. Nói chung là chị em mình mang body được thì chị em mình mang được hết con này. Giãn vô tư, cho nguyên con này tặng 60 luôn. Hàng này em đang đi 89.000 thì có 5 con thôi. Có 4 con thôi. 60.000, không đi nhập được. 4 con nhá. Trong mã này là mã sọc 60. Mang đẹp nhất là 55 thôi. Đâu chị Lê Nguyễn chưa có cái gì hết à? Đi Nguyễn kia hồi nãy cái mà hồng đây này, hồng nhạt này thôi. Để em đi dồn. Để em đi dồn. Đây nè, lên đi. Chị nào lấy lên lên 60. À, cho chị Võ Trúc Ly, chị Trần Việt. 60.000 luôn. Cho tới luôn, còn ít là em lên lỗ cũng đi. Cho nó qua mẫu luôn. Cứ rất rất lại cái mất công lắm. Cho con cái này luôn. Đúng không? Hàng này em đang đi 89k đúng không? 60.000. Con này chuẩn lỗ luôn, còn một cái sọc đen. Còn cái sọc đen đó chị nào lấy sọc đen lên sọc đen. Đen cho Lan Huỳnh, đen có một cái ạ. Có một cái Lan Huỳnh nha. Ok Lan Huỳnh. Còn màu chì này thôi nè. Nắng còn mấy cái màu chì này thôi nè. Size dưới 60. Màu chì size dưới 60. 80.000 luôn. Giá này em nói là giá dọn kho hàng này. Em chạy 115 hay là 119.000 gì đấy. Sọc đen hết luôn rồi. Hết luôn rồi chị. Hết. Tại cái nó lên khác không phải mã sọc. Cái mã khác xíu lên sau. Nè. Trẻ mà thôi. Con này hàng son thơm luôn. Hàng son thơm tặng kèm một cái khẩu trang. Hai bên này là có lỗ thông hơi luôn. Size trẻ bên dưới 60 luôn, còn size XL. Còn size XL, à có size L. Hai cái size L. Hai cái size L, ba cái size XL trong màu chì dùng nguyên kèm size. Dạ chị ở chốt đơn rồi là đi đơn hết rồi chị. Tại vì em không chốt đơn, không biết cứ hẳn là nhà em chốt đơn ok rồi là đại đơn hết rồi, nhà em không giữ đơn.
Thôi gần như em thấy đơn cũ là gần như đi hết rồi đó. Chỉ còn đơn khi trưa thôi. Chỉ còn đơn khi trưa, đơn cũ gần như là hết hàng, hết đơn. Hai cái XL, hai cái XL chị Ti Ti. Hai cái XL, hai cái XL, hết XL còn cái XL thôi. 80.000 đúng không chị Ti Ti? Cái này mình bán em bán là em bán lẻ là 119.000 nè. Cái này là em đang giá xả nha. Em xả cho nó gọn nhà, em đang cần tiền để mà em gom em đi hàng hàng đông ấy, hàng thu ấy. Nhập hàng thu thực sự hàng thì phải bán chứ bán nhập hàng thu hàng đông ấy, nó đắt lắm. Nó đắt, nó cao. Nó cao tiền lắm, đây là cần vốn nhiều ấy. Nên là chị Ti Ti Miu 80. Chị Ti Ti Miu lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên live cho em. Nên là em muốn xả hết cái này để gom vốn. Gom vốn nhập hàng thu. Cái này con cái này bị dơ xíu nhưng không ảnh hưởng. Ok. Thì CL không còn. Đúng rồi, bán cái này chiếm diện tích lắm. Bán hàng đông vừa chiếm diện tích mà bỏ vốn nhiều nữa. Mà bán thì phải bán, mùa nào phải bán. Để em coi còn mấy cái nữa. Để ba mở cho, để mẹ đi lấy hàng. Đi mail lên địa chỉ số điện thoại nha. Ok, đi đi màu xám đó nha. Màu trì đó, màu nó màu trì đó. Ai đặt màu trì nữa không? Đây, tổng hết rồi đấy. Em tổng hết rồi đấy. Trì size XL. Còn trì size XL thôi, hết size XL nhá. Còn mỗi trì size XL. Sọc đỏ giờ làm gì còn chị hả? Hết nãy giờ rồi. Trì này còn 4 cái size XL. Chị em lấy 60. 62 cái cũng được. Chị lấy Bách Lan nãy có chưa? Chưa đúng không? Trì size XL chị chưa có. Chị size XL chị có, ok chị Lê Bích Lan. Còn size XL thôi chị ơi, không còn size L nhé. Còn được 3 cái màu chì nha, chị nào lấy chì lên chì. Tổng gọn luôn rồi đấy, hết hàng rồi đó. Trong kho cũng còn nữa luôn. Rồi cho màu này nữa thôi. Hồng là size L chị, nhưng mà đây hồng size L có 1 cái. Hồng size L có 1 cái, chị nào lấy hồng size L lên hồng size L. Nhớ là hàng 2 lớp nha. Chứ không phải hàng 1 lớp đâu, mà đi bán rẻ mình 80.000. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn, dùng nguyên giá này lại giá dọn xả kho, rồi màu cuối cùng lên màu nâu cho em. Màu nâu nhé, giá dọn xả kho thôi. Nè, màu nâu, kèm một cái khẩu trang, hàng chống tiêu UV 2 lớp nha. À, màu nâu có size XL, có size XL, toàn size XL. Một cái size L, màu nâu một cái size L và 3 cái size XL nữa đồng hết à. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn, dùng cái mã này nâu. Nâu một cái size L, 3 cái size XL. Đấy, chốt lên nâu luôn cho em là được nhé. Bán 119.000. Giờ bán 80.000, sợ chưa? Nâu xe lại cho tiên miêu. Rồi còn nâu xe XL thôi. 3 cái nâu xe XL chị em lấy 60-62. Hết rồi, con cái chứ mấy. Cái này sai chị em lấy 60-62, chị em chốt đẹp. Đang có 1 cái này nữa. Đang có 1 cái này nữa. Nói cái áo lục chưa lên kìa. Này rất ở dưới. Nâu XL gì tiên tiên XL thôi cho chị Trần Việt. Còn XL thôi chị ơi, 80.000. Chị bỏ hàng hồi nãy giờ không có XL, buồn ý không? Đâu, chị Nguyễn Thạch đâu có sọc đỏ con cá rồi. Nhận hàng rồi, hồi trưa rồi, đẹp lắm Nguyên ơi, cảm ơn chị Bích Hạnh nhé, chị Phan Văn nữa hết. Đây có một cái này size XL. Dài luôn. Xanh XL. Thơm cực kỳ. Con cá xanh vịt size XL nhé. Lên mã vịt size XL size dẻo đến 60-62. 80.000 nó luôn. Nha, chị nào lấy xanh vịt, chốt xanh vịt luôn nhỉ, ok. Có 1 cái thôi chị em. Dài lắm nha, 2 lớp nha. Phải 1 lớp đó. Còn mang lửng, xanh vịt tây tây. Còn đang mang lửng. Lửng, cái này mới rì chưa lên kệ á. Chưa lên kệ hàng lẻ đâu. Thục à, thủy trời. Sai gì đây. Cho nguyên mã này ngực xúc pháp của pha cũng hết hàng rồi. Thục kỹ lên đây. Chị coi gì mà thục kỹ này. Cái này con xanh vịt em hết rồi. Ba cái ngực. Ngực xuất pháp. Cái này chị em mình thấy sợ chưa? Hàng người ta chạy cho 15.000, sợ chưa? 15. Xe 38 có 3 cái. Ngực xuất pháp nhá. Cái này em đi chạy mình 69.000 con luôn. Hàng em đang đi một cặp là chút nó là có mấy cái chứ mấy. Ok, ngực tầm khoảng chục con ấy, lộn xộn màu. Tại vì em đang hết hàng. Hàng bán
có áo 50 kg, bởi vì tê tê cái 50 kg là áo chút nốt á, chút nốt có mấy cái nữa gì đây, lên không có CL chị ơi, bộ Nguyên đang mang em lên rồi chị Võ Hằng ấy, không có chứ có em có CL Võ Hằng em chốt chứ, bán chốt chứ. Còn một cái sọc đen hồi nãy 60, còn cái sọc đen hồi nãy, còn một cái sọc đen hồi nãy là chị nào lấy sọc đen, chút sọc đen ngực hết rồi chị ơi, hết rồi, chờ đợt hàng sau đi. Bây giờ em không phải cái kiểu này khác, cũng đi 60 luôn đi, con này lẫn đen nhá, 60 bộ Nguyên đang mang, giờ chỉ còn mỗi xây nó tùm lum màu nãy lên rồi, bây giờ hỏi lại mấy màu chịu, con này lẫn lẫn thôi, hết ngực rồi, đang hết ngực, chờ đợt sau nhé, sẽ có những cái mã ngực khác, mã anh ngực đó bữa giờ không có hàng. Lẫn này chị tê đấy, hết tê lên trước lẫn đấy, tê tê là lẫn đấy, 60 luôn rồi, 60.000 luôn, ui trời ơi, thôi đi 60.000 nha, em không biết đâu ấy, em bán 89.000 hết đó, em bán 89.000 hết đó, nè, trong mã cổ đi, thôi gửi chứ giờ làm gì còn, gửi lại cho em đi, rồi hồi sau mua cái mã ngực khác thôi, nè, thì trăm anh lê, trăm anh lê, hoa trà luôn, hoa trà này bán tiếc lắm, sale tiếc lắm, sale rẻ lắm tiếc đấy. 89.000 đấy, 70.000 đi, lên mã trà 70 đi, trà 70 đi, hàng này em đang sale 89.000, hoa trà này là lưới form này chị em lấy 60, mang thêm cái áo bra nữa, mang thêm cái áo bra đen ở trong nữa nha, lên mã 70 đi chị em, tiếc hàng lắm đúng không chị em, mình đang mua con này 89.000 trà 70 cho lên hàng, lên mã trà 70 luôn, em đi cho nó gọn hết hàng rồi, còn được mấy cái em đi luôn chị em, 70.000 thì nào lấy trà 70, còn em mã trà 70 luôn, ok, con này xe xíu xíu, xe 52 độ về, nó xíu chứ cũng được 50-52 độ về này. Cái hàng này đợt hot là toàn hot girl bán cho vậy em, rẻ rẻ em 95.000, hết cổ rồi, rồi rẻ rẻ em 95.000 đúng không, em đi hết 50.000 luôn đi, em bán 69.000 79.000 gì đấy, 50.000 hết con này luôn, còn được mấy con này là sale không thương tiếc, qua mẫu hết luôn, trong mã này mã 50. Bây giờ thì người ta vẫn đang mang những cái con này với quần sọc lưng cao lên, size 50-52 đổi về chị em chút đẹp, 50.000 con này, em tự tin có chỗ nào nhập số lượng dù bao nhiêu cũng không ra được giá này, còn được từng này con, tặng hết 50.000, giá bán tặng 50.000, chị nào lấy màu này là màu nâu 50, với chị nào mua rồi không cảm thấy em hết hàng rồi, em cho hết, em Quỳnh cho qua hết mẫu này luôn nha, hết hàng trong mã chữ 50k luôn, chị nào lấy chữ 50 lên lưới nhá, con này vẫn đang hot, hết gơ bán rẻ mình 89.000-95.000, em đi hết 50.000, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã chữ 50 luôn cho được, chưa bao giờ rẻ như thế này, chưa bao giờ rẻ như thế này, em đi cho qua mẫu nhá, 50.000, chị nào lấy chữ 50 lên chữ 50, hàng nguyên sale 79.000, sale 79 là 69.000, xe nhỏ, cái nào nào giờ sai nhỏ chứ không có sai, hồi nãy giờ cũng sai đấy thôi chứ không không phải bán hồi là còn sai nhỏ đâu, hồi nãy giờ cũng một kiểu đấy. Hồng loan à. Hồng loan khách cũ cho chị bỏ hàng cái này, 50 nốt luôn, cho nguyên sọc 50 luôn, tới bán hàng lẻ tẻ này luôn, còn con cái sọc 50k luôn, size này chị em 60-62, 50.000 nhá, nghĩ ra không, lên mã 50 luôn dùng, ok sọc, chút mã 50 luôn dùng nhé, sọc 50 luôn, rồi mã cổ nè, lưới 50 cho chị Lê Thảo luôn, lên địa chỉ luôn cho like cho em nhé, sọc 50 nó gì trăm anh Lê, rồi con này em đi chị em 65.000, con này đẹp 65.000, sọc 50 hết rồi, bộ Nguyên đang mang còn nhưng mà còn xây nhỏ, còn xây nhỏ, con này đẹp lắm nè, muốn bằng hai con nè, 60.000 đi, 60.000 con này đi luôn đi, 65 thì bỏ trúc liên, 65 cho bỏ trúc liên, con kim này cũng rất là đẹp, nhưng mà em nói con này xíu trúc liên có rồi nha, em nói con này xíu nè, chốt tầm khoảng 52-55, nhưng mà vì cái này là nút thiệt luôn chứ không phải là dạng rút, nên là chị nào ngực to nó sẽ bị hở xíu chỗ này, hở xíu cái này, tại vì len mà nó giãn như này 5-6 cái, còn màu khác thôi chị, con này xinh lắm luôn, hàng này em đi 85.000 ý nè, đóng cho nguyên hai cái nút bóp chỗ này là vô tư mang luôn, cho nguyên con này, xe luôn trẻ mình, con này 60
5.000 luôn đi. Trong mã này mã cổ đen 65.000. Cổ đen 65.000, size 52 55 phía sau của nó này. Cái này xinh cực luôn. Chốt mã này là mã cổ đen 65.000 luôn nha. Cổ đen 65. Chị nào lấy cổ đen 65. Con này là len mỏng cho tặng 29k luôn. Len mỏng kiểu là tặng 29k. Chốt mã tặng 29. Chị nào lấy tặng 29 chốt tặng 29k luôn nhưng mà được. 29k con này. Cái này 60 mang ok. Con này len lưới kiểu này. 55k nốt. Form này trẻ mình 55 đổ về luôn. Cái này trẻ mình mang thêm một cái áo bra hoặc là cái áo ống ở trong là ok như con này này. Nha, cho nguyên 55k. Chị nào lấy cái này len luôn dùng đi. Chị ơi em len lộn xộn trong này, em len hàng sale thì em cũng không biết trước được đâu. Con 29k khác. Nên 55k chị Hà Trinh. Đây này con đang cầm 55k đó. Em lên cái mã này là toàn lên lộn xộn thôi, giờ mà hỏi còn mã nào lên thì chịu, còn mã nào thì chịu. Ê con quần tổ ong mà nãy còn to rồi. Quần tổ ong hồi nãy còn con. Ok chị Hà Trinh có rồi. Hồi nãy em xem 59k đúng không? Lên mã S 59k. Ống bò size 50, chị nào gọn lên 52. S 59k nhá. Con này ống bò nha. 50 và chị nào gọn lên 52 luôn dùng là được. Chốt mã S 59k luôn dùng là ok. S 59 con này em đi chị em 39k luôn. Cổ đen giờ làm gì có. À cổ đen cái đó đúng rồi chị Ngọc Phương. Con này xinh, size 55. Hàng nàng tàu nha. 40.000 nốt con này đi, còn có một cái. Xe mã 40. Chốt lên mã 40 luôn dùng là ok. Trong mã này mã 40. Ê, đây còn một cái ngắn size L hồi nãy chị nào hỏi size L. S 59 cho Ni Phạm. Ê, hồi nãy chị nào hỏi size L ta, quên. 40 chị Bích Hạnh. Con này chị nào nãy hỏi size L lên lại dùng nguyên phát này. Hỏi size L lên lại dùng nguyên phát. Em lên rồi em không lên lại đâu chị ơi, toàn sale. Đây 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 về mất công lắm. Trong nguyên mã này là mã xịn 145. Xịn 145 size 55. Đấy, vỏ hàng à. Ở chị vỏ hàng một cái đi. Size L. Con này này chị mình hàng này hàng 6 túi, trong mã xịn 145. 145.000. Ok chị vỏ hàng một được một cái nắng size L nha chị ơi. Size 55 đổ về trong mã xịn 40 hết nhá. Đây, em giờ bắt đầu sale lên kệ. Tải tải lên trên hơi hơi vơi. Em bắt đầu sale lên kệ. Ok size L của chị, trừ cho chị. Hàng này hàng 6 túi nha chị em mình ơi, cao cấp. Cho này 130. Đó chính là gì ta? Trong mã xịn nhá, phải nó đã lắm chị em mình ơi. 130.000 nốt luôn con này. 130 với hàng 6 túi với chị em mình ơi. Xịn sò. Cho nguyên con này xịn luôn dùng nguyên nhá. Con này giống cái con màu nail nâu mấy bữa trên sau này khách hay hỏi này. Nha size 52, chị nào gọn lên 55, cái này đánh size 1X là size nhỏ nhất rồi đó. Chị nào lấy mã này mã khoác xịn cho nguyên nhá. Đây cho nguyên mã khoác xịn luôn nữa được. Nha, rồi em bắt đầu đây chị em mình lên đi chị. Rồi lắng sang cho chị là đây. Đây. Đây 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 đây. Một con size 50, 59k luôn. Chân váy M. Đen M. 59k nốt luôn. Hàng này nguyên chạy 79k nhé. 59k luôn. Size 50. 130 chị Lê Tình. Con này size 50, 130 là kéo khóc này. Chị em ơi cái này, cái này cái này cái này. Size 50. Cái này nguyên rác là hai mang line ở trong có quần nha. Cho nguyên con này đi. Đi luôn trẻ mình con này 59k luôn. Đen. Rồi S48 đổ về. Thì TT 59k nha. Cái này sao lỗ. Cho nguyên cái này hai cái. Em đi cho nó gọn hàng thôi. Nhìn nè. Đẹp lắm luôn cái này trẻ mình biết không. Khóc xịn em hết rồi. Rồi em giờ em bắt đầu đi dần lên đi chị. Phải 59 nè. Phải 59k. Cái này em nói này 48 đổ về. Còn chị em mình mua về cho bé á. Mua cho bé nó tầm 40 mấy ký. Rất là ưng những con này. Nguyên hai mang like con này chị em thấy không? Nâu luôn dùng nguyên nhá, xe 48. Nâu cho Phương Dung Nguyễn. 59k luôn còn cái. Còn cái nhá, chị nào lấy chút nhanh tay. Còn cái đó, chị nào lấy chút nhanh tay luôn dùng nguyên nha. Nâu cho TT. Đây, em bắt đầu mua đi kệ chút. Cả công sở, cả chân váy, các thể loại. Em đi hết luôn. À đây còn cái chân váy. Cái này quần mì. Quần mì bản đai. Xe 52, 45k luôn. Hàng này hàng 55. Hàng 55 đi 45. Nào 59.
đùi mì dùng nguyên nhá, em chạy mì hàng cái xe 52 đổ về còn hai con. Còn hai con. Đi mã 45k luôn. Còn em mã đùi 52 chị nào gọn lên 55. Em chỉ chạy mì hàng nha. Mua hàng nhà Nguyên mà biết chỉ chạy mì hàng, không chạy mì lê, không chạy mì khoa nhá. Mang con này vừa nhẹ vừa mát, không bị xù lông, không bị cắn chỉ. Ai lấy cái này lên mã mì được hai con, đi 45k. Giá này giá xả. Còn chị nào bình thường ấy, chị nào bình thường mà mua hàng rồi kêu là bóc cho chị con quần mì thì nhà em vẫn tính 50-60 nghìn con. Còn giá này em chỉ sale trên line nha. Nhắc lại là chị ở đây đây còn mấy cái chân váy này, chân váy đen size 50, đen size 50 luôn, đen này còn toàn size M, đen size 50 đi hết 59 nghìn nha. Chị nào lấy đen 50, chốt đen 50, 59k một con. Chị Thu Hiền lên cái mì đùi 45 nghìn, lên cho Nguyên con này đen size M size 50, đen M size 50 nhá. Hai đen gì tây tây, trời 59 nghìn luôn, lỗ tẹt luôn á. Rồi nhá, chị nào lấy đen lên đen luôn dùng Nguyên, còn ít là em cho nó qua mẫu đen nhá. Bộ Nguyên đang mang có xanh vậy, có xanh, có màu xanh đẹp, còn size 55 đổ về đó. Đen cái gì Văn Thái luôn, phát đi mua về cho con gái lớn chị em mình ơi, nó rất là ưng con này. Nó mang cái áo rộng rộng, nó cũng mang cái mấy cái chân váy này đẹp nha. Size 50 đổ về, còn trẻ mình mua cho con gái lớn. Size L giờ hết rồi. 50 nguyên 52 cái mang được cái size này. Cái này là cái gì? Cái này như là quần loan. Như quần này còn. Quần này còn, từ từ chạy xuống quần này còn. Quần này còn đây đi. Đây. Để anh coi cái này size gì. Hòa hết súng luôn xe. Màu đen size M đấy. Thì Lê Bích Lan. Còn hai cái xe S. Tầm 45 đấy. M hết đó, đen còn xe M hết. Hai cái màu này đẹp chứ dễ mình. 59k luôn. Hàng này dễ mình 2 tháng Nguyên bán 79 nghìn mà. Đó, sale 2S như vậy tì tì 59 nghìn. Thấy lỗ tẹt luôn á. Hai cái gì tì tì luôn. Cái này mấy con đùi. Cái này hàng lẻ trên chị em bỏ xuống sale hết luôn. Nè, con này size 50 thôi. Size L 50-52. 65 nghìn đúng không? 65 nghìn. Đùi chung sao. Đây luôn dùng em con này à. 50 nghìn đi. Chút hai 50 luôn còn cái. Hết rồi, hết hàng rồi. Những cái này thứ còn cái. Size này 50-52. Quần đùi nhưng mà chung sao. Rất là dễ mang vậy mà nó giả. Nha, giả. Đi trẻ mình 50 nghìn luôn. Chút mã đùi 50. Comment mã đùi 50 luôn dùng ok. Rồi tiếp luôn dùng em con này. Size 50. Size 50, con màu bò này, con màu này là size 52 đổ về 50 nghìn mua con nè. Hàng này em hay chạy 65 nghìn. Chị em mình mua nhiều là biết rồi, chứ không có deal được. Con này cũng đi lên màu nâu tay luôn dùng Nguyên. Sọt nâu tay 49 nghìn, size dành cho chị em mình 48 đổ về là ok. 48 đổ về nhá. Con này lên mã chì, còn màu đẹp nè. Cái này là vải hai biên này chị em mình. Có độ co giãn nhẹ. Size 48 luôn. Bộ em đang mang là 95 nghìn chứ. 50 cho chị Võ Hằng. Võ Hằng. 50 chị Võ Hằng. Con này 49 nghìn, size 48 50 luôn. Rồi cho Nguyên con này. Màu này cũng đẹp mà size nhỏ mất. 49 nghìn. Nguyên 52 kg, nhưng mà cái nào Nguyên vẫn mang được. Tại vì cái phần chỗ này nó không bị bẹp nhiều, chị cũng tầm 48 kg thôi, nhưng mà cái này nó bẹp xuống này. Hai cái này nó cành ra đâm này, rị cái quần hông này. Đó. Cho Nguyên con này nhá. Chốt mã này màu này màu đẹp. Cho màu đẹp luôn dùng đi. Rồi mấy con màu chì này nữa. Hai con màu chì mã này qua mẫu luôn. Đúng không? Tỷ không có giá này nhìn TT chị lấy là mấy chục con này, không có giá này, em thiệt luôn. Cái này đang đi lỗ. Cũng chiến cho Nguyễn Thị Hoa. Cái nào nào? Này. Này, màu này màu đẹp đúng không? Chung sao, size 55. Đi luôn trẻ mình cái này 55 nghìn luôn. Con này em đi nắp 55 nghìn luôn, size 55 màu chì size L. Chì size L. Cái này lưng chung sao, giãn nhiều, size 55 đổ về. Đây mã 55 cho Nguyên nhé. Còn đây mã 55. Hai con size L 55k. Hai con size L 55k. Còn hai cái màu nâu tay. Size 48 50 luôn. 49k con luôn. Màu đẹp, chắc đẹp. Màu nâu tay đùi còn 2. Nâu tay đùi còn 2. Đi trẻ 49.000 cái mã này luôn. Màu nâu tay nhé. 49.000 luôn. Và màu chì này em đi trẻ 55k. Phát đi trẻ mình luôn. Mấy khi còn hàng cả em xem
sale lại đi, sale lại đi. Thun rồi thì còn ít, em bỏ lên xem nó. Tầm lâm này không biết có cái gì. L này cũng chín nè. L là cái gì? Mồi chì á, mồi chì á, 55k. Và mồi chì 55k. Nâu đậm à. Nâu đậm cho chị Hồng Hoàng Phạm cái này đúng không? Đây chị Hề. 655k. Cái này 49k thôi. Đấy. Cái 49k. Đây nè. Bộ em đang mang không còn size L. Em mang chỉ còn màu đen nè, size L còn màu đen. Cho Hồng Hoàng Phạm. Có 52 chứ có mà, 52 55 đây. Con này bị lỗi rồi. Con này bị lỗi cái túi rồi. Xử lý được sao? Cái này chị nào nhỏ con số 48 đổ về nhà, chị nào có bằng may á, đạt lại dùng nguyên cái này. Em đang bóc dần đấy chị, bóc dần gần tới rồi. Đây này em bị xúc chị đây, lên luôn mã không đồng thôi. Cái này nhà chị nào có bằng may á, cái này chút 50 mã này đạp vô là nó sẽ nhỏ lại xíu. Chút 48 kg nha. Chút 48 kg chị em mình đạp sơ lại dùng nguyên cái này, lên mã không đồng. Bị xúc chỉ hàng hàng mới nha, size M đấy. Nha, nhưng mà bị sút này. Cho em về đạp lại dùng nguyên, có bằng mai đạp lại dùng nguyên nhá. Đây chị Út. Đây chị Út. Rồi cho nguyên con này. Chị Út có đơn chưa ta? Đang có đơn không? 59k con này luôn, con này đẹp sắc. Phải sướng. Phải sướng. Dài nữa, cho nguyên sung size đấy 60. Sung 59k em hết, cái này con cái chứ mấy. Sung 59k chị nào lấy sung 59 chứ sung 59 nó nhiều đẹp nè. Sung 59k có một, chị nào lấy sung 59. Cái này còn mấy cá này. Cái này chị em mình 50 52 độ về. 50 độ về 52 độ về. À, cho nguyên cái này, thứ con cá chứ đi 45.000 luôn cho nó hết hàng. 45.000 luôn. Nơ cho nguyên nhé, cái này đây. Hồi nãy mua con chăn váy xòe rồi, mix cái này vô đẹp lắm. Sung 59 cho chị Thảo Nguyễn. Hồi nãy mua con chăn váy xòe rồi á, mix con này vô. 50 52 độ về. Đi chị em con này 45k đi còn mấy con. Đi nó hết luôn. Chọn hết hàng cho nó bay hàng. 45k con này luôn. Còn em mã chữ trắng 45. Nhưng mà 50 52 con này phôm nhỏ nha. Để luôn dùng nguyên. Chơi truyền mai. Trắng 45 cho truyền mai. Rồi lên mã đen. Còn nơ đen nè. Còn hai con nơ đen. Mít chân váy vô đẹp lắm, chân váy xè xè ra mới đẹp. Hai chữ. Hai chữ. Hai chữ là gì? Hai còn đen. Đen này cái ti ti đen này hết. Hết trắng rồi. Đen chịu tiếp đẹp chưa? Đen nhé. Bộ Nguyên đang mang size M là size nhỏ nhất chị ơi. M với size L thôi. M là dưới 55, L chị em mình tầm 57 đến 60. Còn màu đen chị em mình lên màu đen cho Nguyên đi. Chút màu đen đi. Chứ hết màu trắng rồi. Hết rồi. Đi 45.000 luôn cho nó gọn hàng. Đang. Có cả tay dơi này nè. Ốc đại nhá. Đen chị trần hà. Còn cả dơi như thế này nè. Dơi này có một cái dơi đen luôn nhỏ được nhá. Dơi đen size 50 chị nào gọn lên 52. Dơi đen xả 45 luôn. Đó, xả lấy vốn. Cho nguyên dơi. Gom vốn để nhập hàng thu. Cho nguyên con này dơi nha, kiểu của nó là tay dơi dơi này, mít chân váy xòe lên đẹp lắm chị em mình luôn. Nha, còn được hai cái, chị nào lấy cái này lên mãi dơi. Dơi size 50 52 đổ về chắc nó đẹp lắm ấy. Trời nhung hồ cái còn cá. Còn cá, chị nào lấy chút nhanh ta luôn nhiều nguyên. Còn cái gì ép lại bỏ xuống xe máy, xe nó đi cho nó gọn. Cái bộ này còn cái bộ này. Ti ti đem một cái thôi ti ti nha. Bộ đèn hàng 85.000 của Nguyên à. Xe 55 đổ về bộ đuổi còn nu, còn được mấy bộ. Đuổi nu nha em, còn được mấy bộ. Đây luôn chị em mình, bộ này 55k. Không có màu đỏ chị hết rồi, cái này hết. Đây còn từng này cái được. Chơi thấy rồi nha. Phòng sau có màu trắng, từ từ, phòng sau có màu trắng. Phòng sau có màu trắng là cái gì ta? Là cái gì chị ơi, cho Nguyên cái này. Đấy. Cho Nguyên bộ đi. Sao chị em mình 55 độ về, 52 chị nào gọn lên 55. Đi hết chị em mình 55.000 luôn. Thầy. Đấy quá, em nói thật sự luôn. Lỗ tẹt luôn ý, cái này về nhiều quá. Phòng sau à, cái nó bộ á chị. Cái này là nguyên bộ, bỏ cái này xuống đó, cái ghế rồi xong rồi xuống. Bỏ xuống rồi này. Bộ nha, chứ không phải mã hả? Đi 55.000.
Size 52 và chị nào gọn lên 55. Trời lỗ, lỗ tạc. Hàng này em chạy 85.000. Cái về nhiều cái mã gọi là ham lắm. Ham lắm. Nhập về quá là nhiều, đa số khách có rồi. Cái gì mà ba nô chị ti ti 55.000. Được chị ơi, 55.000 ba bộ gì ti ti cho chị Huỳnh Ngọc Anh bộ, Nguyễn Ngọc Trâm Bảo ông bộ. Cái này không có xây lớn vậy, xây lớn hết mắt rồi, giá này xây lớn bay hết mắt rồi. Cái gì Nguyễn Ngọc Trâm Bảo cho chị Huỳnh Ngọc Anh, cho chị Hồng Hoàng Phạm, Hồng Hoàng Phạm. Chị nào đã mua bộ này là biết em bán giá bao nhiêu, còn 85.000 không á, ham quá, nhập quá nhiều luôn. Cái chị nhanh pha rồi, ok em còn 55.000. Ui trời ơi, rẻ hơn con áo thun đó chị, đang rẻ hơn một con áo thun nha, còn được 2 tháng thôi đấy. Chị nào lấy nu, lên nu luôn nhỏ được. Tổng kết luôn đi. Rồi còn một bộ màu hồng cho chị Hồng Loan. Hồng Loan áo đen body hôm bữa chị mang lao, chị không nhớ chị em ơi, chị nói không nhớ chị luôn ấy. Chị Lan Phương bộ nữa con, chị Lan Phương bộ con bộ màu hồng, mai gọi qua giùm chị thì giờ chị không like, gọi qua chị nghe rồi quay mai nhắc gọi cho cô xa. Nô chị Lan Phương có rồi, có một bộ màu hồng thôi. Được chị ơi, được được được. Màu xanh nhưng mà xây mờ thôi. Nô em hết rồi, còn một bộ màu hồng. Nô em hết rồi nhá, còn một bộ màu hồng thôi nè. Chị nào lấy hồng lên hồng. Size 52 chị nào gọn lên 55 nhá. Bộ Nguyên đang mang màu xanh nhưng mà còn xây mờ thôi, size 55 đổ về thôi. Bộ Nguyên đang mang 95 thì nó rẻ. Em hiện nó quá rẻ luôn. Còn một bộ màu hồng, chị nào lấy hồng. Size này 52 chị nào gọn lên 55. Và màu bò nữa hết mà. Còn mấy bộ màu bò nữa là hết màu nhá. Trơn bò. Bò dùng nguyên nha. Hết màu. 55k tổng kết. 55k tổng kết mẫu. 55k mẫu. Mẫu màu bò. Chị mình biết mỗi lần màu hồng cho chị nhím bánh bèo. Mỗi lần 52 vừa trước em coi chị. Màu xanh thôi chị lấy chốt thôi, em không lấy đi lấy về, mã này em đã qua rồi. Chị Ân thì em lấy thôi. Cho con này, màu xanh xanh đẹp, xanh đậu. Xanh đậu. Cái này màu bò nữa là hết. Nha, còn màu bò size 52 chị nào gọn lên 55. Mỗi lần ví dụ như em sale vậy em thấy để sale xuống 10.000. Thì lãi cũng lãi từng tầm đó, 10.000 hoặc là 12.000. Từng đó là nhiều rồi. Màu hồng em hết luôn rồi chị ơi. Trong màu bò thôi. Màu bò nhé, còn mỗi màu bò nữa là em hết. 55.000 chị em biết độ lỗ. Càng 20.000 bộ á. Được chưa, chị nào lấy cái này lên cho em. Comment mã này, màu bò. Hàng này là toàn hàng nhập số lượng nhiều không á. Mới ra được những cái giá ok vậy em mình. Chỉ còn mà lẻ tẻ lại này, tặng bán tặng chị em mình xả lỗ. Chị nào lấy màu bò, comment màu bò luôn dùng nha nhá. Màu bò, còn mấy cái này em đi nốt 45.000. Màu bò nha. Mấy cái này em đi nốt 45.000. Trời ơi. Rồi lên luôn mã hồng, size 50-52. 45k gọn nha. Hôm bữa em up cái mã này lên cái là chị nào vô comment là ôi mới mua 101. Mới mua 101 trong khi em bán rẻ hơn quá nhiều. 45.000 luôn. 45.000 luôn. Lên mã dơi hồng, size 50-52 đổ về là ok. Chị nào lấy dơi hồng, chốt dơi hồng luôn thì được. Hồi chị lượt lại like coi giùm em nhé. Lượt lại like coi giùm em nha. Rồi lên hồng luôn dùng nguyên size này 52 đổ về. Hồng đậm, màu này đang đẹp. Cho nguyên hồng nhé. Hồng. Hai hồng cho đi tây. Hồng 45.000 nốt luôn. Còn ba hồng. Cái này dễ mình cứ nghe mít cái chân váy xòe xòe lên là đẹp. Mang với những con váy chân váy xòe xòe lên là đẹp. Nhưng mà 52 đổ về thôi. Chân váy xòe, chân váy tích ly đều đẹp hết. Trong mã dơi hồng 45k hồng luôn. Phải nó đẹp nha chị em mình ơi. Thằng có tông gân ấy. Mà dơi nữa. 45k. Xinh chưa? Dơi nữa, kiểu đẹp, màu đẹp mà giá hay quá ok. Size nhỏ thôi chị ơi. Cái này size nhỏ xả ra, em nói bình thường, hàng nhà em không sale. Size to không cần sale, khách nhà em vẫn mua. Cho chị bỏ hàng. Vì bình thường đã rẻ hơn rồi quá là nhiều rồi, em còn được 2 cái dơi hồng. 2 cái dơi hồng.
Nếu như mà em không giá quên lộn, cả hàng size to hàng em không sale giá em vẫn rẻ hơn ngoài thị trường rồi. Hay còn size nhỏ là em sẽ lỗ hơn nữa. Đấy. Thì nào lấy dây hồng lên dây hồng còn hai cái. 45k hàng cái, size chị em mình 50 52 là chị em mình chốt đẹp. Như thế này thì chị em mình vô hết gơ rồi bán rồi mua kiểu làm sao. Eo gì mà đọc eo có 66 68 thì làm sao mua được. Hết gơ bán mấy cái eo. Eo bé xíu đội, eo bé xíu 45kg, 42kg. Rồi còn hai con. Thì nào lấy cái này lên luôn dùng em. Cái mã chữ B này đẹp. Mã gì TT không có lấy này. Mã chữ B, hai cái chữ B tím này đẹp này. 45k luôn. Ở đây 440 hồng anh Thái nha. Cái này có tay nhá. Lên mã này là mã tay đen. Cưng không? 52 đổ về là chị em chốt đẹp. Còn được 3 cái mã nè. 4 cái mã nè. Em đi nát 45.000 luôn. Còn được 4 cái nha. Đi nát 45.000. Chị nào lấy cái này lên luôn nè. Chị nào chốt đổi qua đổi về em không chốt nha. Không có đổi gì hết. Em không đổi gì hết. Hàng đã sale đã xả ra không đổi gì hết nha. Chị nào cảm thấy ok em chốt. Còn không từ từ nha. Còn không từ từ. Đê cho chị Nguyễn Thị Hòa à. Còn một cái nữa thôi. Dây hồng cho chị Nguyễn Hồng Anh. Hồng Nguyễn Anh. Còn một cái B nữa thôi. Chị nào lấy B lên B. Cam này có 2. B cam này có 2. Cho chị Hồng Hình nữa lấy. Úi trời ơi. 50-52 thôi nha. Hồng này cho chị Hồng Nguyễn Anh này. Đen cho chị Hồng Hình. Đen chị Hồng Hình. Còn một B đen nữa nè. Còn nó một B đen nữa nè. Chị nào lấy B đen lên B đen luôn dùng được nhá. Ôi trời ơi nó rẻ chị em mình ơi. Cam chị TT hết cam 45.000 sợ luôn. Hết cam luôn. Ok chị TT. Rồi hết đấy. Còn cái màu đen này. Dạ đúng rồi Đà Nẵng chị ơi. Đà Nẵng nha. Một cái G đen. Cái này chủ là 50-52 thôi nha. Đẹp chưa? Cái này đẹp này. Lên mã chữ xanh có 1 cái. Chữ xanh có 1 cái. Chị nào lấy chữ xanh 50-52. Mix với những cái con chân váy hồi nãy mới mua là đẹp ấy. Hồng này có 1 cái. Đẹp này. Phải đẹp chắc đẹp. Và một cái màu nu nữa là hết luôn. Một màu nu nữa là hết luôn. Nha em đi moi quần công sở đây nè. Nu nữa là hết luôn. Chị nào lấy cái này lên cho vô trong bị đi xem. Nu nhá. 45.000 thôi. Không tắt nữa tắt cái gì chị em mình ơi. Không chốt nữa thì mình chốt cái gì đây. Rồi em lấy công sở. Cặp này là công sở gì đây. Cái còn tập đây nhá. Cái là cái gì. Còn lẽ là em còn chân nữa nè. Nu cho Lê Bích à. Nu cho Lê Hằng chứ. Hằng cho em cái này còn quần không? Còn Lê quần Bích đuổi. La. Còn cái này là quần đuổi, cái này hai con này nhỏ. Hồng cho Văn Thái 15.000 luôn. Cái này cho em mình mua về cho bé là đẹp nhất. 40-42. 15k luôn. Còn em mã 15k. Hàng này em đi 39k là giá sale chị em biết vì sao. Về toàn xây nhỏ. Em xả lỗ cái này cực lỗ luôn. Nhưng chắc cũng đẹp. Cũng được. Cũng được lắm nhưng mà vì toàn xây nhỏ không. Ok. Về cái này đụng xây nhỏ không. Nhiều cái phải lỗ cỡ này luôn chị em mình nè. Phải lỗ cỡ này luôn. Cỡ lỗ mấy chục nghìn một con quần luôn á. Em thiệt luôn. Thì Văn Hà, Văn Hà nãy giờ chưa có đơn. Cho chị Ni Phạm đi. Cho chị nào đang có đơn đi. Cho chị nào đang có đơn đi. Nghĩ thì thôi à. Kẹo chip chip à. Hãy chào mấy cô nè. Chào anh. Đâu không? Còn 15 anh. Thấy trời. Cho... Ở trong tủ á chứ đâu. Thấy thôi chứ giờ làm sao giờ. Cây đâu. Cây còn ở đâu rồi. Còn ăn chứ bà biết à. Con này đuổi nhăn. Size 48. Size 48 50 đuổi nhăn mà quần dài nhá. Này. Em bán tặng nó 35k luôn được không? Chốn hết hả? Được mấy con sẽ ép. Đuổi nhăn nha. Quần dài vô mùa con đang bán ngớ ngớ, đang vô mùa bán sale con quần dài này. Thiệt luôn. Thì vậy mình nghĩ con đang bán ngớ. Nhưng mà cứ còn rẻ lẻ nót ít nè. Lên bán tặng luôn 35.000 con nè. Nha, 35.000, chị nào lấy cái này lên cho em. Size này dành cho chị em mình 50 độ về, 48 50 độ về, đuổi nhăn nhá, mà quần dài nhá. 35.000.
trong mã 35. Nhưng mà buổi tối con ăn vô nó sẽ bị sâu răng. Mai đi, mai mẹ bỏ vô trong cặp hai cái nhỏ nhỏ. Ok. Ok. Ừ, mai mẹ bỏ rồi. Nha. Cam đùi em hết rồi chị ơi. Đuổi nhanh cho em. Một xíu nữa mẹ tìm. Cái gì thì Thúy Đặng. Thúy Đặng không giấu nè. Lên thông tin cho em nhé chị ơi. Ồ biết rồi. Lên thông tin cho em với. Cho chị Trang Long, cho chị nhanh. Không phải Trang Long, cho chị nhanh Phan hết rồi. Hết xe S rồi. Còn lại xe 52, 55. À xe 52 cho xe M. Xe M, xe 50, 52 cho xe M nhé. Lên M và L. 55 đổ về xe L. Hết, còn xe M, xe L. M chút 52, L chút 55. 35.000 luôn. Trời ơi. Thằng ơi bán cái gì vậy? Xe S em hết rồi. 35.000. Hàng này là nguyên xe, quần đuổi này là toàn hàng xe 49.000. Xá lỗ, còn mỗi màu. Còn xe M với xe L dưới 55 là chị em chốt được. Tặng nốt 35.000, giá này phải chuẩn là giá tặng. Chuẩn là giá tặng rồi. Cho em xe M và xe L nhé. Xe L. Ok à, lời chị Lê Thu Thúy. Chị Nhanh Phan em không chốt nữa nha. Em nói trước ấy. Khách cũ khách mới gì cũng như nhau hết. Cho chị Nhi Bảo. Cho chị Nhi Bảo. Xây mờ cho chị Nhím Anh Bèo. Nhím Anh Bèo. Nhím Anh Bèo. Chị thấy Đặng có rồi. Xây lờ cho chị Thị Thảo Nguyễn. Chào nghĩ không mẹ. Rồi xây lờ. Xây lờ cho chị Nguyễn Thị Hòa. Hết xây lờ. Rồi xây mờ thôi. Em không chốt nha, chốt kiểu mà lên thấy cái size sau bỏ cái size trước. Hết rồi chị ơi. Hết rồi không còn cho chị Ngọc Phương. Cho chị Ngọc Phương size M. Rồi còn size 52 đổ về. 50 52 đổ về còn có size M. Con bán hàng không? Bán hàng được không? Không. Bữa sau tự bán hàng đi chưa? Không. Cho mẹ nghỉ bữa nghe chưa? Dở. Con nãy giờ vô chào mấy cô chưa? Không có size L, hết size L còn size M thôi. À, chị em mình chốt cho chuẩn chứ còn khách lên chốt lên chốt lên xong cái là lên sai sau là đổi bỏ sai trước là em không chốt đơn nữa. Hồi nào giờ đâu khách cũ khách mới gì khách cũ khách mới gì đều như thế hết nha. Rồi còn xây mờ 35.000 chị có thể bỏ xe ép ra chị nhé. Con này 55k phải không? Còn sáu cá. Con này size 50 à quên lộn. Size M cho chị Mai Trần. Mai Trần. Còn cái size M 35.000. Chị em mình nè, cái này đang size 55k. Size 55 ký. Quần thun thun đông. Có. Giờ chị con giờ chị có quần tổ A không thôi. Mai chốt đơn báo bỏ ra đi chị nhé. Mai chốt đơn báo bỏ ra. Rồi cho nguyên con này. Chốt chuẩn cho em nói thật sự con á, con quần mà xe 35.000 mà lăn tăng qua lăn tăng về xả ra mất công lắm. Rồi cho nguyên con này chị nào mà chốt lằng nhằng là sao em không chốt đơn nữa đâu. Còn hàng em sale hết rồi. Trong mã kiểu nhé. Chị Thanh Tuyền. Tôi nói luôn mẹ nói thôi. Cha thấy con nói đi chứ mẹ đâu có dành của con. Chào mấy cô. Nói gì nữa không? Không biết nói gì. Nói đi, chúc mấy cô gì không? Vui vẻ. Nói đường hoàng. Vui vẻ. Mua thật nhiều hàng. Thật nhiều hàng. Có rồi chị Thúy Đặng ơi. Mua thật là nhiều hàng. Thật là nhiều hàng. Cho con mặt nợn này có gì uống sữa. Sai. Gì vậy? Gì vậy? Hồi nãy giờ hết rồi chị ơi. Con này xinh lắm, 49k luôn. Cho con này 49k luôn, chỗ cho mẹ bán hàng được không? Bye bye mấy cô đi. Mày bắt cô. Dạ. Không, kệ tay luôn. Kệ tay mai đem theo đừng có. 49k con này luôn. Đói nữa. Đói gì mà đói. Con mà cũng ăn cũng sao đổ thấy cái hình răng con. Cái này em nói này nói kỹ và nghe kỹ giùm em. Con này hàng người lớn đó, nhưng mà cái form nó nhỏ. Vì cái form nó nhỏ này cái này em sale. Ok.
áo đen này chị Phương Thảo 49 cái thâu đi vô coi đó nghe này im im mà tập trung áo đen 49 nhỉ thấy chị Thanh Tuyền 49 Phương Thảo cái này em nói nè nhiều em nói nè chứ không là chị em mình kêu về em đang sale cho bé nhưng mà xong hồi nào em cũng like xong rồi vô mà còn đòi chơi nữa có khi là 11:30 mới ngủ cái này xe nhỏ thôi chị Lê Hằng ơi cái này bán tặng 39.000 mì đây đỏ luôn ấy nhưng mà chốt tầm mua cho bé dặn dán quần legging size tầm 40 hàng của người lớn đấy size XL nhưng mà phone nó nhỏ cái này em bán tặng 39.000 nên là chị em mình nghe rõ giùm em nhiều cái em sale rồi mà nhiều chị đổ trả là em không cho đổi đâu em nói thiệt sự luôn vì hàng là hàng xả lỗ vì size nhỏ nên là em bán tặng cho bé nên là chị nào thấy ok một chút giùm em con này sung này sung chính tắc thôi size 50 nhỏ chị Lê Hằng áo 49 đang gì Phương Thảo có rồi 39 nè 39 đi con này quần lỡ chính tắc sung chính tắc nhé cái này chị em mình mang theo đôi sọc cũng đẹp size 50 ok chị Lê Hằng con này em đi chị em 49 đi luôn nè 49.000 xung nhá, size 10, size 50 chị nào gọn lên 52. 49.000 nhưng mà xung này xung chính tắc thôi nha. Xung chính tắc không phải xung dài nhá. Cái màu đông lái chốt đọc rõ nha. Con la chị kỹ dùng em nha. Mì chị em ơi, size 55. Mì hàng size 55. Ok không? Mì hàng size 55, cái này đi chị em 69.000 luôn. Mì hàng nhá, ô mì hàng. Size 55 đi 69.000. Chị nào lấy mã mì hàng comment mã mì hàng. Sale 69.000. Con quần la, rồi tiếp. Nó là súng chính tắc đấy nha rồi trong con nào nãy ai đi hàng cho chị Anh Trần 69.000 chị Anh Trần 69.000 con này 15.000 nãy chị nào chưa có tài chút để mua 42 42 15k comment mã 15 đi nhớ được 15 không có chị ơi đúng rồi em ở Đà Nẵng đó chị ơi con này 10 hãy đọc 15k cho chị Nguyễn Minh Bình ok đấy được còn con cá nào nãy em sale 35.000 size 50 quần dài 35 quần này là quần đuổi nha size 50 nha chị nào lấy mãi dài được lùng nhưng mà giờ người ta cũng mang chính tắc mang sọc đẹp 35.000 con này chị em 35.000 chút mã 35 luôn dùng ok lên mã 35 luôn dùng là ok nhé riêng quần thì nhà em xem mã thứ nhất này cho đùi 35 cho chị Bông Nguyễn á nhà anh quý nha 35 chị Tình Hữu sao cho chị Bông Nguyễn là chị Bông Nguyễn là cam đùi mà chị Bông Nguyễn thấy cam đùi cam đùi 15.000 cam đùi là 15.000 là ổn đấy phải đâu con này nè chị em mình nè hết rồi khách chốt rồi chị ơi cái này em còn được 1x nè quần nam nha size này giờ còn lấy 68 cái độ về cái này đẹp này chị em khách nhà em mua nhiều lắm hai cái này không có túi hai bên chỉ có túi sau có kéo hết rồi đấy chị Bông ơi hết rồi chị Bông ơi rồi lên cho nguyên con này phía sau của nó là túi kéo như này con này lên mã quần nam nghe, quần nam từ 50 độ lên và 68 cái độ về là có size nhá 50 độ lên 68 độ về là có size lên cho nguyên con này 39.000 chị ơi lên cho em cái số ký hàng có sai con này khách mua nhiều bộ nam em còn mẫu màu đỏ bộ nam giờ còn mẫu màu đỏ thôi chị ơi lên cho em cái size với comment kèm size luôn giờ nguyên 50 ký độ lên 68 độ về là ok chốt mã quần nam 39.000 nha comment mã quần nam 39 đẹp hàng đẹp nhá 39.000 cái này in 39.000 để inbox xong được còn size là mai nhân viên em bóc comment này từ 50 độ lên 68 độ vậy là có size 39.000 chị em phát đi này mà vào qua đầu tháng sau qua nói chung là qua mùa mưa chị em mình rất cần những con này nhiều khi giặt đồ hơi không kịp khô mà dùng những con này khô nhanh lắm
cái này qua mùa mưa thì lại bán quần này nhiều, khác năm năm nào cũng kiểu như này, qua mùa mưa là em chạy nhiều nha. Chị nào lấy cái này lên mã quần nha, cái này em bill đi, em bill rồi mai là có bóc. Cái này em còn ít, còn được hai chồng nữa là hết nha. Không có chị ơi, trong mã quần nam chị em mình cứ lên quần nam đi, kèm luôn dụng số ký ngày mai nhãn bốc hàng. Đây chị em 39.000 con, từ 50 độ lên 68 độ là có sai. Xíu này em mang bán chị em mình con áo này để cho chị em mình mix, để cho chị em mình thành một bộ xịn luôn á. Áo này đâu rồi, đây này, chị nào lấy quần nam comment mã quần nam nhé, chốt lên mã quần nam 39.000 kèm luôn dụng số ký, quần nam 39k kèm số ký nhé. Mix sọc này, hai bên lưới hai bên này, 39.000 con, trẻ mình cứ lên luôn dụng kèm số ký là ok. Mua vài cái, đừng mua một cái, thiệt luôn. 39.000 con, không đủ tiền công mai. Nè, trẻ mình nhìn ở trong của nó này. Ở trong của nó nè, dây rút ở trong nhé. Được chưa, chị nào lấy quần nam lên luôn dụng kèm số ký 68 độ về thôi. Trẻ mình cứ lên mã quần nam 68 độ về là có sai. Em lấy trẻ mình con áo nam này, em sale để trẻ mình mix với cái áo này. Để em lên chị em mình mã áo nè, lên bán tặng chị em mình con này, chị em mua ngay con này 55.000 đúng không? Con này là 55.000, hàng này là nó giống trong hàng tô mì, nhưng mà em nói cái riêng cái màu này tại vì về quá nhiều, ví dụ như 100 con ấy là hết 20-30 con màu này rồi. Nè, đang ra nó vô ra nhiều cái màu này, nhưng mà vải này là sướng nhất trong tất cả các màu. Em bán không nói điêu đâu nhá, chị em mình cứ thử đã mua con áo tô mì về chị em mình so với con này nha. Em đi luôn chị em mình con này. Dạ, chị em mình cứ lên cho em này. Nó xịn sò lắm. Form này phủ mông giáo quần luôn. Áo xịn cho nguyên nhá, vải xịn. Giá này em đi chị em mình giá đẹp luôn. Ok, chị em mình cứ lên quần nam cho em đi. Giá à. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này, áo nam dùng nguyên nhé, áo lỗ áo nữ nhé. 62, con này đẹp, chị em mình mua đi. Thử về đúng chắc đẹp hay không, hay là con Nguyên nó nói để nó bán được hàng. Này, còn mỗi màu này thôi. Bao nhiêu đợt tô mì về thì là còn dư mỗi cái màu này. Tại vì là 100 để 20-30 cái màu này rồi. Không, cái nói chị em mình cứ lên đi, nhà em in từ trên xuống dưới, chị nào có sẵn, có hàng có sẵn mà. Nhưng mà còn sai thì em mất công là giờ em đọc tên xong, cái ngày mai không có hàng, không đủ sai á, em sẽ chốt từ trên xuống dưới. Không đủ sai cái mất công chị em mình kêu, ôi hồi tối Nguyễn đọc rồi đó mà sao giờ chốt đây không có. Nên là những cái mà soạn sai sau thì thôi, chị em cứ lên nhà em điêu hết rồi, khi có sai lại móc thôi. Cho nguyên con này phải cực đẹp luôn, em nói cực đẹp chị em nhìn nhìn này. Hàng xịn sò nha, size 60-62 vô tư luôn, đẹp lắm. Cho nguyên con này tặng 40 luôn, tặng 40 nhá. Con này em nó mua 120-130 mới ra chắc này. Không, em không nhé chị ơi. Nam có cổ giờ còn xây nhỏ là nhiều, không có xây to. Không có xây to. Lên trong nguyên mã này, mã áo tặng 40 luôn. Còn tầm được chục con. Em đi hết 40.000. Còn mỗi màu này nhé chị em mình nha. Phải mà không đẹp đừng mua hàng nhà Nguyên nữa luôn. Hàng này chị em phải mua 120.000. Mới ra con áo chắc đẹp nè. Form này là phủ mông giáo quần, chị em mình mang dạng mang với quần quần đùi cũng được, mang quần ngố cũng được, đẹp lắm. Chị nào lấy cái nào lên luôn dùng Nguyên 40.000. Mua đi, mua thử con áo này đi, thử là Nguyên có nó điêu không nha. Tại vì bán này nhiều rồi. Đi chị em áo 40.000. Chị nào lấy áo 40 lên áo 40 nhé, còn tầm chục con thôi. Áo 40 cho mượn lại cái đây đây có bao nhiêu con, từ từ này. Áo 40 này cho chị nhung hồn cái này. Cái này có được mấy con thôi. Chục con thôi. 40.000 luôn cho nó bay hàng. Đây đây in rồi đấy. Cho chị Khánh Nguyễn con này, Khánh Nguyễn con, cho chị Nguyễn Thị Hoàng con, cho chị Lê Hằng là hai con, chị Nhung Hồ có rồi nhé, chị Bông Nguyễn con, Bông Nguyễn con, cho chị Nguyễn Ly con, ba con, cho chị Hồng Phạm Thị Anh hết hàng nha, Hồng Phạm Thị Anh hết hàng luôn, hết hàng nha. Con này em tặng luôn 40 cây, thơm, cái nó nam không mang được đâu chị, nam mà nhỏ nhỏ con thôi chứ to là không mang được. Đây
đây em nói nè, nhưng mà em nói nè, nó đang lẻ tẻ linh tinh lắm nên là không chọc màu đi. Cái này đến 68 kg, chị nào mà lên trước là có size đó, không chọc màu nha. Con áo nam hàng công ty, chị em mình có thể loại trừ, ví dụ như mỗi cái màu này có ít đó. Nhưng mà chị em mình thấy màu này lên đẹp lắm á, em sẽ bỏ màu này ra, quần nam cho chị Nhật Nguyễn em sẽ bỏ riêng màu này ra. Nhưng mà thật sự cái màu mà màu vàng này đẹp lắm, có ít thôi. Bình thường chị em mình nhiều chị không ưng cái mã nào thì em bỏ ra nha, bỏ riêng ra. Còn em mã này mã áo nam có màu xanh đen, màu đen và màu xám, không chọn màu giùm em. Con này hàng công ty nha, để mix với cái áo hồi nãy á, mix cái quần hồi nãy nguyên sale mấy sale 39.000 á. Chị em mình lấy trong nguyên cái số ký đây, phải nhờ tình ngô mai. Cái này cốt tông của nó là cốt tông lạnh 100%, hàng công ty. Chị em mình nhìn cổ trong nguyên này, không chọn màu nha. Cái này không chọn màu giùm em, cái này mà chị nào lên trước có size thôi, size đến 65 kg, giờ còn đến 65 chắc cũng tầm 65-68 thôi. Nếu 2XL đến 68 kg thôi là được, mà 2XL có ít. Chị em mình lên luôn mặc áo nam, chị nào mà lên trước là có size nhé. Cái này em sẽ không đọc, đây thử dùng cái này chắc này chị em mình bao đã. Cũng đây chị em 39.000 con, cũng lên chị em mình 39.000 con nha. Chị nào lấy cái này lên mã áo nam kèm luôn những số ký, kèm số ký cho em đi chị ơi, lên kèm số ký giùm em nha. Hàng có size size M, size L, size XL và size 2XL, chốt đến tầm 68 kg đổ về là chị em chốt đẹp. Lên kèm cho em số ký đi, chứ không có số ký là không biết đường chốt đâu chị ơi. Nè, anh mang hai áo rồi, đang mang cho chị em mình nhìn. Chắc con này đã lắm, nhìn nè, giãn vô tư nè. Comment mã này là mã áo nam luôn được, sang trước sang sau nè, phải nè, chị em mình nhìn nè, nó đã lắm. Con này chị em mình nên mua rồi, nhưng mà em nói chị nào lên trước có size, chị nào lên sau hết hàng nha. Riêng con này lên trước có size và lên sau hết hàng, kèm cho em số ký. Còn ít thôi, nhưng mà chủ yếu là size nhỏ, size 68 chắc được vài chị có thôi nha, chủ yếu là size nhỏ. Chị nào lấy cái này em đi, chị anh 39.000 nha, quên nói cái giá 39k con chứ không phải đắt đâu, là hàng công ty. 70 kg là không có đâu chị Lê Hằng, 75 không có, chốt đến 68 kg thôi, 68 kg. Nhưng mà chị nào lên trước có size á, anh Tình ảnh đang mang size nó rộng rãi. Cái này là mang ôm body á, mang ôm body 64 kg, mang XL là rộng rãi. Đấy, chị nào lấy cái này lên cho em nhé, kèm luôn những số ký. Em đi chị anh 39.000 con thôi, rẻ. Hàng này săn được hàng sale thôi, phải nó đẹp lắm, em chốt nha. Cái này chốt nha, chị nào chưa có cái này lên luôn cho em đi. Cái này bà chốt đến 68 kg, bà in đến bill đến những chị nào lên đến 68 kg, không chọn màu nha, không chọn màu. Cứ in đến 68 kg thôi, những chị nào mà in Tình Ngô đẹp trai thì rồi nha, đến 68 kg là được. Chị em mình cứ lên luôn những mã này là áo nam mà 239.000. Em nghĩ là nên mua mỗi màu một cái, có 2XL. Tình Ngô 64 kg mà chị em mình thấy không, càng kéo càng giãn đó, dòng cốt tông lạnh, cái đó là cốt tông lạnh. Chị em mình cứ chốt đến 68 kg thôi là ok nha. Nhưng mà chị nào lên trước là có size á, chị nào lên sau hết hà, có ít lắm, màu nào cũng đẹp. Em đã lọc cái màu riêng, em lọc cái màu rượu ra rồi, để nhiều chị không ưng màu rượu á, mà thật sự nếu màu rượu có size cũng đẹp lắm ấy, màu rượu mà có size lên đẹp lắm ấy. Đó, chị nào lấy cái này lên mã áo nam kèm luôn dùng nguyên cái size, kèm cho nguyên số ký, có size hết á, cái size XL đó có size hết á, hàng có size chứ. Mà 39.000 chị em mình nhìn con áo nó không đủ tiền vải đâu. Hàng này mà người ta có săn được hàng sale, đi săn được hàng sale như nguyên, không chọn màu đó, chị sợ màu vàng không có size XL. Săn được hàng sale như nguyên ấy, người ta bán cho em 80.000 nó mới đúng giá trị của con áo. Thật sự đi 39.000 cảm giác con áo nó kiểu như nó giống như gọi là y hàng dỗm á. Không, thôi màu vàng đừng in, màu vàng chưa chắc có hàng đâu. Màu vàng đang cầm lại 4 con đó là toàn size nhỏ không. Toàn size nhỏ thôi nha. Toàn size nhỏ thôi, không chốt màu rượu nhé, còn toàn size nhỏ thôi. Chị đó nè. Thế. Tới 2X đó. Tới 2X đó. Màu đen, em chốt màu đen, màu xám và màu xanh đen. Mua bộ in nào. Để sale săn được hàng sale này phải sale 80.000. Ok, lên nó không. Phải lên 80.000 mới xứng đáng cái áo mà gọi là hàng sale, chứ còn mà đi giá này nó thấy con nó mất giá trị cái áo lắm. Nhưng mà thôi chị, em quen bán như thế đi, cái gì mà săn được rẻ là bán rẻ.
mà cái chuẩn cái đó là bán tương tác luôn, có xong còn bao nhiêu vậy? Tàu khô, đây tàu khô 3158. Cái này còn máy cá 65.000 nè chị em. 65.000 mã này còn máy cá. Áo có cổ nè. Không chọn màu. Ai chọn màu đừng in bill. Không chọn màu nhé, hàng em sale không chọn màu nhé. Chị nào chọn màu em không in bill nha. Chị nào chọn màu là không in bill ra, đừng in bill ra, không có hàng đâu. Cứ chị nào cảm thấy ok là chị em chốt hai con này đẹp. 65.000. 65.000 nha. Con này size 55 đổ về. Chốt mã 60 đi, còn hai con cuối cùng. Hai con cuối cùng hôm bữa khách lên tìm không ra. Áo treo đằng sau là áo nam chị, nhưng mà giờ đang lại tả. Hai con sọc size 55 đổ về là đẹp nhất nha. Lên mã sọc luôn dùng là ok. Đây luôn chị em mình con này, giá đây chị em mình là 60.000 luôn, còn đúng hai cá. Cái này chị em mình đã mua nhiều rồi nè. Nhiều màu giờ còn đúng được sót lại hai cá. Chị nào lấy mã 60, comment lên mã 60 luôn dùng là ok. Một sọc kia tây tây còn sọc nữa đấy. Còn sọc nữa chị nào lấy sọc chốt nhanh tay luôn dùng đi. Ủa, con này là thái xình phong lửng. Cái này bích ngọc luôn, phong lửng nhá. Con này em đi luôn chị em mình 50.000. 50.000. Chị em cứ lên áo nam 39 thì chị em cứ lên đi. Cứ lên nam 39 cho em đi. Rồi cho nguyên con này với nè. Em không có màu vàng. Áo nam không có màu vàng. Em nói là ba tông màu, chỉ chốt trong ba tông màu là màu xám, màu đen, màu xanh đen. Không có màu vàng nha. Rồi cho nguyên con này với nè. Nguyên đi luôn chị em mình con này, giá đi chị em mình 50.000. Cam là gì trời? Đâu có. Hai cái này hả? Hai cái này hả? Hồng với cam chứ. Phải không? 50.000 luôn. Ôi còn một cái quần ghen bụng. Quần này xịn sò luôn, 65.000. 65.000 size gì đây trời. Size gì rất size ngồi rồi. Size 55 đổ về năm à, không, 60 đổ về. Chốt đơn ok là đi mới đi rồi đấy bác Sương. 60.000 luôn đi, còn con có. Lên mã quần ghen 60, size 60 luôn. Con này size 60 luôn nha. Comment mã quần ghen 60, size 60, hộp thiết bẹp xẹp hết trơn rồi. Lên trong mã quần ghen bẹp hộp rồi. Quần này đẹp lắm luôn ấy. 60.000, chị nào lấy quần ghen 60, chốt quần ghen 60 luôn nữa được. Quần ghen 60, tiền lắm vậy mà nè. Đấy, chốt mã quần ghen 60. Rồi lên luôn bộ này, bộ dài, mất tiêu bộ dài thôi. Bộ bé xịn nam phải tâm này. Ở đâu mà bữa nay quảng cáo nhiều ghê đi. Không, không có về lại nhá, hết hàng rồi, không có hàng về lại. Cái này đâu có bộ bé size 28 nè, bộ này xịn sò size 28. 109.000. Trong hàng lẻ xong bỏ. Cái này khách không chốt thì bỏ luôn trong trong hàng ấy. Trong hàng bé. Trong mã này là mã xịn cho Nguyên nhá, bộ bé xịn. Size này là size 25 đến 28 cho Nguyên. Bộ bé xịn 25 28 luôn dùng là ok. Phun loạn trộn tùm lum. Rồi lên mã Thái 888 theo. Phôm này phôm 60. 55k luôn nè, còn máy cá 888 nhưng mà là hàng theo nha. Nè 55.000 size 60. Lên luôn dùng mã theo 55k và size 60kg nha. Cái này chị em mình thấy toàn hàng 85 với 89.000 không. Còn 85 với 89.000. Cái này em hết hàng rồi. Em đi nói luôn chị em mình con này. Một màu xám nè, một màu xanh than nè, và một màu nâu. Được 3 cái. Lên mã 55 kèm màu luôn dùng nguyên nhá. 888 mà theo nữa. Người ta đi in là đã là 89.000 với 85.000 rồi. Xịn sò nhá, thái xịn đấy. Phong này phong 60-62. Có được 3 con, chị nào lấy mã này là mã thái kèm màu. 3 con nha. Thái kèm màu, chị nào chờ thun thì chút thun đây nè. Chưa lên được công sở cái gì hết. Cái quần ghen này còn cái 30.000 luôn. Còn cái quần ghen, chị Nga lên thông tin. Quần ghen kiểu này khác nhá. Nga
quần ghen kiểu này khác nhá, size này 57 đổ về là ok. Chị Nga Nga lên thông tin cho em đi, chị Nga Nga ơi, lên địa chỉ, lên số điện thoại hắn trên like cho em với, chưa có thông tin gì hết, bỏ riêng qua bên đi. Chờ cho con này 30.000, chút mở ghen 30, size 57 nha, size 57, hàng có size có số, nhưng mà hàng phải resize. Lên luôn dùng mã game này, bỏ vô bì cho sao, bỏ vô bì. Chị nào không có thông tin là em không chốt đơn đâu nha. Rồi con này đi 55k, ok chị, 55k lên mã 59k, mã cá, size này đến 62. Tàu khô cái này càng giặt nó sẽ càng mềm ra. Riêng cái này càng giặt là càng mềm ra nhé. Trong mã cá đen đen cho hồng bạn Thủy Thanh ba chục con sao 59k phong to phủ mông giáo quần nha. Cái này chắc của nó chắc có tông tàu khô, càng giặt nó sẽ càng mềm như chị em mình nói. Riêng con này càng giặt thì nó sẽ càng mềm ra cho chị Ti Ti. 59.000 rồi lên mã này, ghen em hết rồi chị Thu Hà con cái. Rồi lên luôn dùng nguyên con này, những cái này cưng lắm, càng giặt càng mềm mà được cái này. Chị em mình mang cái những cái con này cảm giác mình không có bị to, vì mang áo những cái áo thì kiểu như nó dày dài này. Phải là càng giặt càng mềm nhé, thấm hút mồ hôi nhiều. Chị em mình giặt máy giặt vô tư thoải mái không bị mắc phô. Trong nguyên mã này là mã chữ hồng 59, form này chị em để 60-62 nhé, mang ok. Trong mã hồng luôn nữa được, còn đây mã hồng, đây còn cái quần sung size 52 79k, size 50-52 quần sung 79k, khóa xứ khóa trước này, size 50-52 cái độ về nhé. Chị nào lấy sung comment lên sung dùng nguyên là ok. Chữ hồng sung 79k size 50-52, ai lấy sung comment sung luôn dùng nguyên là ok. 59k. Con này em tặng nó 39.000 luôn. Nhũ vàng có tông tàu nha, size 60, sale nó 39.000 con này. Phát nhanh tay đi chị em mình. Ăn cái thạch, ăn quên lộn, ăn cái đài. Size này đến 60 chị em mình nhìn vải này, gần như là bo rip luôn, có được 3 cái, 39.000 con luôn. Vải đẹp lắm nhá, chứ không phải hàng khô đâu, hàng này hàng chắc có tông tàu, nó rất là mềm. Để mang đẹp nhất là 57, chị nào gọn lấy 60 nha. Trong nguyên mã này, comment mã nhũ vàng, được hai con nhũ vàng sale 39.000 luôn. Hàng tàu nha, có tông tàu, một cái nhũ hồng, cái này chắc khách mua nhiều rồi. Một cái nhũ hồng 39 luôn. Tương tác nhá, đang còn xem like không chị em mà nói chấm tương tác để biết có lên like tiếp, còn không là ngưng nha. Tiêu ít mà tương tác kém nữa là hết khí thế like rồi. 39.000 con này mà không phát chuẩn tàu chứ không phải. Nó đẹp lắm luôn, phải đẹp lắm, trơn thôi, đơn giản vậy mà. 39.000 nhá, chị nào lấy mã nhũ hồng lên nhũ hồng. Cái này thái xịn, áo thái xịn, hồng cho bích ngào. Phong này phong 60, 55k, 50k luôn đi. Đường cá thôi chị ạ, được một cái hồng chứ không, hai cái vàng. Không có, cái này không có nhiều đâu, rất rất mẫu lại là nguyên sale thôi. Cái này sale chị em mình 50.000 luôn. Thấy hồng rồi còn vàng chị ơi, thái theo nhá, dòng này dòng thái xịn luôn, 50k luôn. Comment vàng size 60, thái vàng size 60, size 60, 55k. Đây mã theo đen, còn mấy cái đây nó 50k, 50k đen thái xịn, 50k đen thái xịn. Phong này trẻ mà 55 đổ về thôi, con này phong vừa nha, 55kg đổ về, chữ này toàn bộ chữ theo. Lên mã 55 theo, vàng hết nhá, 55 theo. Còn một con Boris, Boris này em xe 40 luôn hề, 55 đổ về, Boris nhá, Boris nu 50k luôn. Áo quần lụt 40k đi, hàng này toàn hàng 59k không á, giờ còn rớt lại sale 50.000. Nhũ vàng, nhũ vàng cho chị Hồng Nguyễn, cho chị 6, 39.000 cho chị 6, 39.000. Này, hàng 125.000 đó chị ạ, con này hàng tát 125.000. Rồi tiếp luôn cho nguyên con này, phong vừa, phong 55 đổ về, cho nguyên mã theo hồng 50k luôn, 40 trường Nguyễn Thị Hòa. Rồi cho nguyên con này, chị nào lấy cái này lên cho nguyên mã này là mã theo hồng,
Form này form vừa vừa, form 55 ấy, 55kg, 50k nha, chốt lên mã 50 luôn nữa được. Còn em mã 50, chị nào lấy mã 50 chốt mã 50 hồng cho chị Bích Ngọc. Ui, con này chữ theo nổi cộn luôn. Còn mấy cái em đi nó thì chị em 50.000 luôn. Còn vài cái em đi nó 50k luôn. Báo phong lại ít lắm chị em mình, chữ là chạy số lượng làm lời thôi. Nè, size 60, gọi là chữ theo nhưng mà nó nổi cộn lên này nè, nó xịn lắm. Trong mã này mã theo cam size 60, 50.000 luôn. Theo cam size 60, 50.000. Cái này là em về cực kỳ nhiều đấy. Giờ gọi là rất hồng 50. Cái này titan. Theo hồng hết rồi chị ơi, còn theo cam nha. Còn theo cam chị nhá. Rồi đây mã cute này lửng 50k luôn. Trong mã cute nhá. Lửng nha, phong lửng nha. Con này dễ mang lắm, những cái phong lửng này chị em. Hết hồng rồi còn cam chị ơi. Còn cam nhá, chị nào lấy mã theo. Theo lửng ở đây có bộ vá rồi, hai bộ vá này. Hai bộ vá size 15, size 14, 15. Cam thì Thùy Dương 50. Thùy Dương. Con này lửng này đẹp này, chị nói lấy lửng chút lửng size 55, 57. Đó, chốt lên này bộ vá. Bộ vá trai size 13, size 14, cái này túi hộp. Còn được hai bộ này gọn luôn nhé. Hàng này 85. Đi chị em mình là 55k đi. Cô tay chị Hồng Loan 55k đi, được hai bộ size 13, size 14. Nguyễn Xuân chị ơi, bữa chốt đơn rồi sao không thấy gửi hàng. Cái nào nhà em chốt xong gửi hàng hết chứ chị. Nhà em đã nhắn tin chốt đơn rồi là mới đi đơn nhé. Chị Thanh Huyền bộ rồi còn size 14. Đã chốt đơn, đã nhắn tin chốt đơn chứ chị ơi. Còn một bộ size 14. 55k luôn. Còn bộ size 14 thôi. Chị Thanh Huyền size 14. Cho chị Nguyễn Hương size này cũng được, 13, 14 cũng ngang ngang. Cho chị Nguyễn Hương luôn. Cũng ngang ngang nhau rồi. Hết rồi nhá. Hàng này em đang sale 85.000, còn hai bộ rất trong này em sale nó luôn đi cho nó bằng. Ui trời ơi cái chữ. Lên mã theo vàng hết rồi chị ơi. Form 55 luôn. Chị em mình nhìn cái chữ theo của nó nè. Theo nổi cộm lên luôn ý. Đẹp lắm. Trong mã này mã theo vàng bộ bán hết. Theo vàng cho Nguyên. Nha, lên theo vàng. Đây luôn chị em, theo vàng theo hồng, form 55. Này con này thì lửng lửng xíu, theo hồng này lửng lặt la. Chị nào mà ghé lấy là ghé lấy sớm cho em, nhà em chốt đơn ra. Nhắn rồi thì đi đơn rồi chứ. Ghi lại kiểm tra chị Nguyễn Xuân. Ghi lại kiểm tra đơn chị Nguyễn Xuân. Cái số điện thoại là 0364 629 422. Kiểm tra đơn. Mai nhà người ta báo lại nhé. Theo vàng chị Thanh Nguyễn 50k, à, theo vàng. Theo vàng chị Thanh Nguyễn. Thanh Nguyễn 50. Theo hồng này phong lửng lửng nè. Tay của nó gặp lai con này đẹp như vậy. Theo hồng nhé, 55 luôn. À 50 luôn. Chị nào lấy theo hồng lên theo hồng được có. Mai nhà em kiểm tra rồi báo lại nha chị ơi. Rồi nha, cho nguyên con này. Còn bên mã theo hồng 50k luôn, xịn lắm. Hàng này hàng Thái xịn. Thun Thái xịn. Còn được mấy con. Chị Yên Phương có thông tin chưa nè. Chị Yên Phương lên thông tin cho em. Phương lên thông tin nha. Chị Yên Phương chưa có địa chỉ, chưa có số điện thoại. Lên địa chỉ, lên số điện thoại lên trên live cho em. Phải có kèm thông tin nhà em mới chốt đơn nha chị ơi. Ok rồi, mai kiểm tra. Chị Yên Phương lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live cho em. Ôi còn hai con này. 40.000 con nào luôn, theo hồng em hết nhé. Chị Yên Phương không lên thông tin là em chốt cho khách khác nha. Mua hàng nhà em phải có thông tin, phải có địa chỉ, có số điện thoại mới chốt đơn. Từ khi là khách cũ. Rồi trong nguyên con này lửng 40.000 luôn. Cái này chị em mình mix với quần lưng cao lên. Cưng lắm, size 55 đổ về. Còn em mã lửng trắng cho Nguyên nhé, có hai con lửng trắng. Hai con lửng trắng đi luôn cho chị em mình là 40.000 lửng trắng luôn, dùng là ok. Chị lên địa chỉ luôn trên live giúp em nha chị ơi. Lửng cho chị Nhung Hồ. Lên địa chỉ luôn trên live giúp em với này. Rồi còn một cái nữa thôi, chị nào lấy lửng cho chị Thị Thảo Nguyễn. À quên, không phải, cho chị Hồng Huỳnh. Hồng Huỳnh, Hồng Huỳnh trước, Hồng Huỳnh trước. Hồng Huỳnh comment trước. Trong mã nổi ca. Theo mà theo nổi lên thế này nè. Form này form vừa, form 55. 50k, form này form vừa, form 55 nhé.
cái lẫn trắng rồi chị ơi. Chị gì ta, nếu như mở ngoặt đi, mở của chị Uyên Phương ra đi, mở ra nếu như mà không có ấy thì chốt cho chị 6 cái con theo hồng ấy. Có nhiều chị vô live mua mà kiểu như xác định mua kiểu lẫn lờ không cho địa chỉ này. Ngày mai có một cái rồi xả đơn ra mệt lắm, trong khi hàng đã sale rồi. Mấy địa chỉ đi nha. Con cam nhá, xác định mua một cái ví dụ như không ấy là gộp thêm một like, chị em cho gom thêm một like là đi đơn đấy. Xác định mua thì lên địa chỉ cho em, còn không là em chốt cho khách khác vì còn nhiều người chốt không được nha. Đừng lững lờ gì, mệt lắm. Cho nguyên con này lên mã theo cam con cái, theo cam có cái đi chị em mình lắm. 50.000 cam nhanh qua. Các bà thế thái là còn thấy thêm nữa rồi. Đang đi nhanh pha rồi thấy nha chưa? Ui sắp đi ngủ rồi chị người tình trăm năm ơi. Giờ mà còn vô hello nữa. Đi ngủ rồi đây nè. Sắp bye bye rồi chứ. Cái này còn hai con. Bộ nguyên mặt theo cam chút chưa? Cam thấy rồi. Bộ nguyên mặt còn. Rồi cái này lửng á. Cái này đẹp lắm luôn chị, mà nhìn theo phối cho Nguyên á. Comment mã phối luôn dùng Nguyên. Comment mã phối, cái này phối trước này. 55kg đổ về. Thôi gạch tên chị nó đi, chị không lên địa chỉ. Con này đi luôn trẻ mình là 50k luôn. Trong cái mã theo đen hoặc phối đen luôn dùng là được nhá. Bộ Nguyên đang mang, còn bộ đang mang là 95.000. Cho Nguyên cái này. Lên mã này là mã theo đen. Em đi luôn trẻ mình con này, giá đi luôn trẻ mình nè. Trời Trang Long 50. Trang Long 50. Rồi lên mã viền. Xe 55 đổ về phong lửng lửng đẹp lắm, còn chữ theo hết nha. 50k gọn luôn, chốt lên mã 50 cho em. Comment mã này, comment mã viền vàng. Hết phối rồi chị Nguyễn Xuân ơi. Này, viền vàng mà chữ này là chữ theo, hẳn là chữ theo hết nhá. Viền vàng, hết phối, lên viền cho em. Viền vàng, hái xịn không nè, hàng 125. Hàng 125 nghìn. Cái này cứ chẳng treo sốt là 100 mấy nghìn hết. Con này phong 57kg. Trong mã theo vàng 57kg đổ về 50k luôn. 50k luôn cho nó hết hàng. Qua mẫu 50k nhé. Rồi lên mã mặt cười này 52 đổ về. Phối hết rồi còn viền á chị. Mã viền vàng này nè, viền đen này nè. Vàng cho chị Liên Nguyễn này. Chị Xuân lấy cái này chốt chị Xuân này. Này. Cái này là viền giùm em nha. Viền. Cái này 52 đổ về. Lên mã cười, mặt cười 52 đổ về, 50k luôn. Mặt cười. Tiền cho chị Nguyễn Xuân. Tiền chị Nguyễn Xuân. Bộ chắc là bộ thôi. Bộ thôi em. Tiền đen hết rồi. Đuôi thái đây, còn từng đây bộ này, còn mấy bộ chỗ này, này. Còn lẻ thôi. Theo vàng em hết rồi, còn mã mặt cười đen nhé, viền đen hết rồi. Con này boris nhưng mà cái này em bán tặng đi, tại vì nó hơi bị dơ xíu này. Bán tặng nhé, cái này chị em tầm 52 đổ về á. Này, cái này chị em về giặt dùng nguyên không chắc là ra hay không nhé, nhưng mà soi kỹ thôi. Lên mã này mã tặng thôi. 52 đổ về. Cái này chị nào đang có đơn chút như vậy. 52 đổ về, còn em mã này là mã không đồng. Cho mã không đồng đi. Không đồng cho Phúc. Rồi cái này em còn 2. Gom kiểu gì chị ơi? Không gom được đâu. Cái nào mà nhắn tin ok là đãi đơn rồi, không thể nào gom hết á. Để kiểm tra thử đơn nó ở đâu rồi thôi, chứ không gom với cái đơn cũ nó được đâu chị nha. Đơn đi rồi không gom được nha. Nhà em gửi qua dịch vụ hết mà. Cái này 52 đổ về, hàng 69.000 nè. Trong mã kiểu. Con này là sốt kiểu nha. Cái này còn 2 con. Em đi chở mình con này 49k luôn. Cái này vậy em mua đi. Hàng này em sale 69.000 đấy. 52 đổ về. Cái này chở mình mix váy xòe cũng đẹp. Mít chân váy xòe cũng được, kiểu nè. Cho Nguyên mã này, mã kiểu cho Nguyên nhá. Được 2 con thôi, 49k. Size này size 50, 52 đổ về. Này size nhỏ thôi. Ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Chị giữ
đơn. Giờ ai nhắn giữ đơn nhà em không giữ đơn. Nhiều chị chốt đơn xong bảo về quê các kiểu, chịu luôn. Trong cái này 49k. 49k nhé. Lên mã 49 hàng này em đi 69k đó. Em đi cho nó gọn. Kiểu cho Ngọc Phương. Tàu khô 3158. Còn một cái áo kiểu. Rồi cho nguyên con này, lên xíu nữa chạy mà đó, lên xíu nữa nhé. Lên xíu nữa thôi, lại em luôn. Khô tàu. Lên con này khô tàu này là khô tàu 3158 nha. Phong to phủ mông giáo quần, cái này chị em mang đẹp lắm. Còn được từng này con này, hai con màu nâu, hai con màu đen. Em đi gọn luôn 55k hàng con. Tàu theo khô tàu 3158 chị em mình sợt phát là toàn giá 101, mà nhiều khi là hàng order nữa kia không có hàng sẵn đâu. Khô tàu nhá, chắc có tông tàu khô á, 3158 nè. Đó chỗ nào rẻ bán cho chị em 95.000, không bán 101, 102.000. Em đi chị em nó 55.000. Còn hai cái màu nâu, hai cái màu đen. Size to là size 57, chị gọn lên 60 nhưng mà không còn màu này. Em còn màu cam với màu đen, màu cam đất ấy, chứ không phải cam tươi. Còn hai màu thôi. Rồi cho nguyên con này. Chốt lên trẻ mình con này 55k luôn, hai cái màu nâu, hai cái màu đen nữa là sạch gọn luôn cái này. 55k hàng con. Trẻ mình thấy cái này thôi, ai bán giá này đâu. Trời tiết ngô màu nâu. Ôi giờ tiết ngô mới thấy xuất hiện. Còn một màu nâu và hai màu đen. 55k luôn. Thế tiếng ngô như chị của tiết ngô. Chân đen. Chân đen. Đây nữa không trẻ mình hay ngưng đi. Ngưng đi. Ngưng đi trẻ mình, hàng trẻ mình qua mai đi nhé. Nào chị Thanh Nguyễn luôn. Rồi hàng trẻ mình qua lai mai nhé, dạ mình này. Còn đen chị Tình Hữu ơi, lấy đen không chị ơi, còn đen thôi. Xem cam phía sau, cam phía sau nguyên bộ Thái. Bộ Thái này em sale nó luôn cho chị em mình là 85k đi. Còn được bộ. Nào hết rồi chị Nhung Hồ ơi, còn đen chị lấy đen không? Bộ Thái này còn bộ 60 vẫn được mà. 60 được á. Cho chị Hà Trần đen hết nào rồi chị Hà ơi. Đen cho chị Nguyễn Xuân và chị Hà Trần. Hà Trần ghi HA cho chị. Dù giờ mà lên đồ bé nữa. Thôi trương lên đồ bé rồi. Bữa trưa là khung giờ like của nhà em là tầm khoảng 12 giờ đến 12 rưỡi, 12 giờ 15 đến 12 rưỡi là em like. Bộ Thái này còn bộ 85.000. Phong 57. Được, cái bộ em đang mang 60 được đấy. Đấy chị, hồi nãy chị Dương Nhi bảo là 64 cái chị mang được đó, size L đó. Giãn mà, hàng giãn mà. Bộ Thái dùng nguyên giá 85.000, bộ này cân, nhìn cái quần đã thấy cân. Không có giờ ở thun phong ngắn, không có nhé. Giờ mà good morning người. Rồi nha, bye bye trẻ mình luôn, hàng trẻ mình qua ngày mai. Hàng qua live trưa mai nha trẻ mình nha. Chị ơi, chị chốt xong rồi chị đã hỏi. Chứ chị quên lộn, chị hỏi xong rồi vậy đã chốt. Chứ chốt xong giờ chị hỏi ngược lại mất công vừa bỏ ra. Em đọc 60-62 cái đổ về, cho luôn mấy cái con áo nam chỗ này xây nhỏ, mới cho lên món tặng luôn cho hết. Heroly còn mấy con này. Đây chỗ này còn mấy con xây nhỏ này nè. Đây này nè. Xây luôn cho nó gọn nè. Rồi, ngưng cái mã này. Ngưng xa, quên lên cái mã này. Bằng cái mã này nó ngưng nhá. Xây dưới 60. Cái này có 2 kiểu, 3 kiểu đó. Em bán tặng luôn nhé. Hàng này em đang sale 79.000. Không có hơn 60 đâu chị ơi, không có. Em chốt đến 60, maximum 60. Ok, em chốt cho mất công bắt đèn. Vậy không vừa bắt đèn em hợp á. Size dưới 60 thôi. Con áo này nè. Còn mấy con nhé, size dưới 60. Cái này em bán tặng nó luôn chị, em bên 65.000. Còn size nhỏ thôi nhá. Hàng này em đang sale 79.000. Em đang sale 79.000. Đó, sỉ mà sỉ nhặt mà ít là đã tính là em đã tính là 72.000 rồi. Sỉ nhặt ít là em tính 72.000, có khi là 75.000 rồi. Đó. Còn được mấy con sai nhỏ, em đi nói luôn chị em 65.000, sai mượn. Nha, rồi tổng kết. Ai chưa có cái này lên luôn dùng mã áo nam, hàng Hiroli, hàng chục hết.
đi chợ mình là 60.000. Xong em ngưng like nhá, hàng chợ mình qua ngày mai nha chị mình ơi. Chào với ba chị em mình luôn. Em tắt like nha. Bye bye.